chương 4740, đệ bát hình, nói đến đây, đám người vạn ngọc long đều gật đầu. Đúng vậy, hàn đế cũng không phải lâm vân lúc trước, hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Chân ngã đệ thất hình, phá vỡ ba lần cực hạn, thậm chí thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, loại tồn tại này làm sao có thể thua được. Chỉ có thể nói đầu óc của Hoàng Thiên bị hư mất rồi. Thật ngông cuồng, cho rằng đối kháng một chiêu của Hàn Đế là có thể ngang hàng. Nam nhị thế tổ đỉnh cấp đạt thành nhận thức chung, cho rằng Lăng Hàn hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, cũng không thật có thực lực đối kháng Hàn đế. Hắc ám xa trường đã nhanh chóng thông qua thỉnh cầu của hai người Lăng Hàn, cũng biến lôi đài thành sinh tử chiến. Kể từ đó, trong bọn họ chỉ có một có thể còn sống rời đi. Ngươi thật sự ngu xuẩn, Hàn đế cười lạnh, ha ha, Lăng Hàn không có để ý tới. Hàn đế cũng không có hứng thú nói tiếp, hắn thả người lao lên, hắn muốn chém giết Lăng Hàn cướp đoạt đế kinh. Oanh, lực lượng đệ thất hình phóng ra thỏa thích, hắn ở đây nhiều năm như thế cho nên hắn sớm tu hành đệ thất hình tới cực hạn kinh khủng đến mức không thể nào nói nổi lăng hàn vung quyền tấn công hàn đế bành hai người va chạm với nhau cả hai cùng lui bước a à, hàn đế lộ ra vẻ kinh ngạc việc này nằm ngoài dự kiến của hắn thực lực lăng hàn có thể chống lại hắn nhưng hắn lập tức lại trở nên cao ngạo lên thì tính sao hắn dùng thần thức truyền âm nói không nghĩ tới người biến mất mấy năm tu vi lại có tiến dài như thế cũng đã mở sinh tử chiến, hắn cũng không sợ Lăng Hàn đổi ý. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, Hàn Đế đã đoán được thân phận của mình rồi. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, Hàn Đế lại giết tới, hai tay như búa, oanh, hắn xuất ra một trường thật mạnh, năng lượng đan sen quy tắc hóa thành từng thanh tiên phủ chém vào Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất quyền liên tục, bành bành bành, mỗi một tiên phủ đều bị hắn đánh nát. Hai người va chạm rất mạnh, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, chiến đấu rất kịch liệt. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy, hắn có thể đại chiến với Hàn đế. T, Hoàng Thiên này là ai? Trong phòng, năm người vạn ngọc long đều giật mình, bọn họ đột phá hóa linh cảnh vào mấy năm trước, bởi vì có cảnh giới cao hơn nên nhìn rất rõ ràng, Hàn đế tuyệt đối phát huy ra chiến lực đệ thất hình đỉnh phong. Như vậy nói rõ Hoàng Thiên cũng là đệ thất hình đỉnh phong. Trời, đến lúc này, bọn họ đã không còn nắm chắc, không còn tin tưởng vào Hàn đế tất thắng. Chiến 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 Lăng Hàn và Hàn Đế người tới ta đi kịch liệt không gì sánh được. Nhưng trong chiến đấu là đối với Hàn Đế cùng khán giả mà thôi, tu vi của Lăng Hàn đã sớm vượt qua đệ thất hình, hắn vẫn không dùng hết toàn lực, hắn chỉ muốn quan sát tuyệt học của Hàn gia. Thật sự xem thường ngươi, Hàn Đế lạnh lùng nói, đột nhiên hắn xuất trưởng, uy lực còn mạnh hơn nữa. Bang, một kích đánh Lăng Hàn lui lại, không nghĩ tới sao, Hàn Đế lộ cười cao ngạo, hắn nói, ta cũng không phải đệ thất hình, mà là chân ngã đệ bát hình nghe nói như thế tất cả khán đài đều im lặng cái gì hàn đế đã đột phá không phải đệ thất hình mà là đệ bát hình trời ạ à, trời ạ à, đây chính là đế tử đây chính là thế hệ bạch ngân sao chân ngã đệ bát hình đây mới thật sự là cực hạn ha ha di thanh điệp cười hưng phấn đây mới là hàn đế của ta bốn người vạn ngọc long không có phản bác vấn đề hàn đế có phải của nàng hay không bọn họ vẫn lâm vào khiếp sợ hàn đế đã đột phá đệ bát hình việc này quá kinh người hiện tại ta đã không kém gì thế hệ hoàng kim. Hàn đế cao ngạo nói, mỗi ngày hắn huyết chiến tại nơi này, thậm chí hắn còn thường xuyên tiến vào trong rừng rậm chiến đấu với yêu thú đáng sợ, cuối cùng hắn cũng bước thêm một bước. Nhưng mà, có thể ép ta vận dụng lực lượng đệ bắt hình, người đủ để kiêu ngạo. Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này đã đột phá đệ bắt hình. Quả nhiên, đế tử không thể coi thường. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Hắn cười nhạt một tiếng. a à, tại sao lại có phản ứng như thế? Hàn Đế cảm thấy không hiểu, nhưng hắn là đệ bát hình, cho dù thế hệ Hoàng Kim cũng chỉ như thế, có thể nói đây là cấp độ mạnh nhất trong chân ngã cảnh. Để cửu hình căn bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa là chuyện đầm rồng hang hổ. Nhưng vì cái gì Lăng Hàn không thèm để ý như vậy. Mặc kệ, giết người, siêu hồn, cướp đoạt đế kinh. Hàn Đế nhanh chóng ném khó hiểu sang một bên, hắn không cần biết rõ đáp án, hắn chỉ cần tin tưởng vào thực lực của mình là được. Xèo, hắn giết tới lần nữa lực lượng đệ bát hình bộc phát hoàn toàn chết hắn xuất ra công kích kinh khủng tấn công lăng hàn lăng hàn không có ý tránh né hắn xuất ra một quyền đáp lại bành hai người đấu với nhau cảnh tượng khó tin xuất hiện hàn đế bị đánh bay ra ngoài ngoá tất cả mọi người hận không thể lau mắt mình bọn họ nhất định đã hoa mắt làm sao có thể như thế thân thể hàn đế rơi xuống đất hắn cong người đứng lên trên mặt hắn mang theo sợ hãi và khó hiểu làm sao có thể chứ tại sao lực lượng của lăng hàn còn trên hắn tại sao ngươi có thể tu tới đệ bát hình hàn đế lớn tiếng kêu lên hắn không thể tin tưởng cũng không muốn tin tưởng lăng hàn mỉm cười ngươi cũng có thể tu đến đệ bát hình vì cái gì ta không thể ngươi và ta có thể so sánh với nhau sao hàn đế nói thầm trong lòng nhưng hắn là đế tử là thế hệ bạch ngân là con cưng của thiên địa sinh ra đã có khởi điểm vượt qua quá nhiều người có thể giống nhau hay sao hắn oán hận nhìn lăng hàn hư ảnh con cá lớn sau lưng ngưng thực nó biến thành to lớn thôn thiên thuật hắn hét lớn một tiếng con cá kia quấy đuôi và bởi về phía lăng hàn nó há miệng sinh ra hấp lực to lớn thức hải của lăng hàn run nhẹ dường như linh hồn bị rút ra ngoài a à, đây là công kích nhằm vào linh hồn nếu thần hồn bị rút ra ngoài hắn chỉ còn lại cái xác không linh hồn không có nhục thân bảo vệ cũng yếu ớt không gì sánh bằng lăng hàn hừ một tiếng chín cái chân ngã trong thức hải sinh ra hào quang bảo hộ linh hồn Hàn đế cao mày, đây là hắn thức tỉnh thần thông tiên thiên, cho dù thế hệ hoàng kim không kịp phòng bị vẫn ăn thua thiệt không nhỏ, không nghĩ tới lăng hàn lại có thể ngăn cản. Hắn hét lớn một tiếng, con cá kia mọc ra đôi cánh. Côn bằng, côn bằng dương cánh há miệng thôn phệ lăng hàn, hiệu quả thôn phệ tăng lên. Nhưng cho dù như thế, có chín chân ngã tỏa chấn, thức hải rất bình tĩnh. Phải biết, lăng hàn không phải đệ bát hình, hắn là đệ cửu hình. Còn có chiêu nào không? Lăng hàn bật cười một tiếng chương 4741, ngụy đệ cửu hình đấu đệ cửu hình. Hàn đế không thể tin nổi, trên mặt hắn đầy sợ hãi. Hắn vốn không phải tên là hàn đế, chữ đế đại biểu ý nghĩa đặc thù, ai dám dùng lung tung. Sau khi hắn thể hiện thiên phú võ đạo cường đại mới đổi tên vì chính mình, ẩn chứa giã tâm hắn có hy vọng thành đế. Thiên phú của hắn chỉ kém hơn thế hệ hoàng kim một ít, mà bây giờ hắn thông qua cố gắng đạt tới đệ bát hình, có thể nói, trừ cảnh giới còn kém ra, hắn thật sự không thua gì thế hệ hoàng kim nhưng còn bây giờ thì sao lại có người vượt qua hắn trong cùng cấp bậc t kiêu ngạo của hàn đế bị đánh thành mảnh nhỏ trong trước mắt hắn cảm thấy mờ mịt làm sao có thể tuyệt đối không có khả năng chết hàn đế hét lớn một tiếng hắn giết tới lần nữa hư ảnh côn bằng vỗ cánh thôn thiên thực địa bản thân hắn lao tới đạo tắc thiêu đốt và hóa thành hỏa diễm diệt thế lang hàn cười nhạt là cao thủ đệ cửu hình hắn cần để ý sao từ trước đến nay chỉ có hắn nghịch cảnh giới thắng đối thủ hiện tại cảnh giới của hắn còn trên hàn đế cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm thế nào cho dù ngươi liều mạng thì sao ngươi không có khả năng chiến thắng nhưng lang hàn cảm thấy hứng thú với hư ảnh côn bằng thứ này có thể dung chuyển linh hồn đây là tiên thuật linh hồn có cách làm khác với sát khí xung kích nhưng hiệu quả lại giống nhau chỉ tiếc rằng là trên người đế tử đều có bí bảo có thể ngăn cản hiệu quả mặt trái bằng không lang hàn sẽ đấu với đối phương xem linh hồn của ai mạnh hơn oanh, 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 hàn đế liều mạng, nhưng tính sao, cho dù đánh nhau cùng cấp, thực lực của hắn còn kém hơn lăng hàn quá nhiều, huống chi hiện tại còn thua một tiểu cảnh giới. Không qua mấy chiêu, hắn lại bị áp chế, hơn nữa còn lâm vào hạ phong tuyệt đối. Làm sao bây giờ, hàn đế âm thầm cắn răng, hắn biết rõ quy tắc của hắc ám xa trường, một khi mở ra sinh tử chiến sẽ không dừng lại, nhất định phải có một người chết trận mới được. Lâm Vân Chính là tiền lệ, đế tử thì như thế nào, người ta căn bản không bán mặt mũi cho nên hắn chỉ có thể liều mạng liều mạng sao hàn đế không bỏ hắn thật vất vả tu hành tới đệ bát hình chỉ có chân chính đạt tới độ cao này mới biết nó khó khăn cỡ nào cho hắn làm lại một lần hắn không có nắm chắc sẽ đột phá nếu không liều mạng hắn chỉ có một con đường chết liều mạng hàn đế hét lớn một tiếng oanh khí thức kinh khủng bộc phát lực lượng của hắn tăng lên giống như nước sôi đám người quan sát bốn phía cảm thấy ngực bị đè ép sắc mặt mỗi người tái nhợt khó coi tới cực điểm đây là lực lượng cấp bậc hóa linh cảnh trong phòng đám người vạn ngọc long hô lớn bọn họ chính là hóa linh cảnh cho nên chỉ cần cảm ứng là biết rõ nhưng làm sao có thể mặc dù hàn đế đạt đến đệ bát hình hoàn toàn nghiền ép bọn họ lúc trước chỉ cần một bước vào hóa linh cảnh cũng có thể miểu sát bọn họ như cặn bã nhưng một kẻ không tiến vào hóa linh thì hắn chỉ là chân ngã không có khả năng so sánh với hóa linh chẳng lẽ đệ cửu hình công dương bác nói Giọng nói của hắn run rẩy, thật sự là ước ao ghen tị để cửu hình cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Di Thanh Điệp đang lo lắng, hiện tại nội tâm hưng phấn, nàng càng lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Hàn Đế không hổ là thế hệ bạch ngân, tiếp tục đai phát thần uy như thế, hắn có thể giết Hoàng Thiên kia. Sa Thiên lỗi im lặng, lúc này hắn mới nói: Hàn Đế hẳn không phải đạt đến để cửu hình, mà là dùng thiêu đốt đế huyết làm mối, cưỡng ép đánh nổ một chân ngã, từ đó tạm thời sông lên để cửu hình cái giá này đủ thảm trọng, về sau tu vi của hắn sẽ giảm xuống đệ thất hình, muốn tái tạo một cái chân ngã cũng không phải trùng tu chân ngã cảnh, mà là tu hành lại cảnh giới ban đầu. a à, có thể sao, nhưng ai cũng biết, tri thức của sa thiên lỗi là uyên bác nhất, hắn đã nói như vậy, có lẽ đây là sự thật. Hơn nữa, như vậy mới hợp lý, di thanh điệp kiêu ngạo sụ mặt xuống, qua một lúc, nàng lại nói. Cho dù hàn đế rơi xuống đệ thất hình, hắn vẫn là thiên tài đỉnh cấp trên thế gian, không phải ai cũng có thể so sánh. Hơn nữa, hắn đã có thể tu đến đệ bát hình, lần này hắn còn lâm thời đụng chạm đến đệ cửu hình, nói không chừng phá rồi lại lập, ngày sau sẽ tu ra đệ cửu hình. Điều này có thể sao? Phá rồi lại lập, nói thì dễ, nhưng tuyệt đa số người sau khi phá sẽ biến thành phế vật, làm gì có khả năng đứng lên. Nhưng mà, lần này Hàn Đế tất thắng." Tổ ngó An cười nói, hắn có cảm giác hận lăng Hàn một cách khó hiểu. "Ân, ở điểm này năm nhị thế tổ đều có ý kiến giống nhau cùng nhau gật đầu Để cửu hình chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết oanh hàn đế bộc phát lực lượng vô biên hắn lao tới tấn công lăng hàn đạo tắc hóa thành thần binh bay đầy trời lăng hàn kinh ngạc đúng là quả quyết cam lòng hủy đi chân ngã chết đi hàn đế lộ ra vẻ mặt dữ tợn chớ nhìn hắn hiện tại có chiến lược bước vào đệ cửu hình hiện tại hắn rất uy phong hắn phải trả cái giá rất thảm trọng ngày sau còn có thể bước vào đệ bát hình hay không cũng là vấn đề cho nên dù có đạt được đế kinh của lăng hàn hắn có thể đền bù tổn thất hay không cũng không nói trước được lần này hắn đã thua thiệt lớn đúng là như thế hắn thật sự muốn chém giết lăng hàn lăng hàn lắc đầu hắn xuất quyền thiên đao xuất hiện và chém vào hàn đế phá cho ta đương nhiên hàn đế sẽ không sợ hắn hiện tại có được chiến lược để cửu hình thế gian này có ai ngăn cản hắn nhưng hắn lại kinh hãi số lần hắn kinh hãi ngày hôm nay cộng lại còn nhiều hơn kinh hãi cả đời của hắn oanh thiên đao chảm kích, bất cứ đạo tắc, năng lượng gì cũng bị phá vỡ, hoàn toàn không có tư cách đối kháng. Cái, cái gì, hàn đế không thể tin được, hắn hiện tại có chiến lược đề cửu hình, thậm chí chiến lược đã phá vỡ bình cảnh hóa linh cảnh, xông lên một độ cao hoàn toàn mới, nhưng đối mặt thanh thiên đao của lăng hàn, hắn lại không thể ngăn cản. Làm sao có thể, a à, hàn đế kêu thảm thiết, hắn bị thiên đao chém lui, trên người có máu tươi bắn ra. Hắn có chiến lực đề cửu hình, bằng không hắn khẳng định đã bị thiên đao chém giết. Rất kỳ quái sao, Lăng Hàn cười nhạt nói, người chỉ dựa vào tự hủy chân ngã nên tạm thời xông lên để cửu hình, nhưng ta chính là đệ cửu hình chân chính. Ngóa, 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 Hàn Đế cảm giác trời đất sụp đổ, hắn thật vất vả bước vào đệ bát hình, xem như có thể bế nghĩa thiên hạ, đuổi kịp thế hệ hoàng kim, từ đây chính thức có được tư cách xung kích đế vị. Nhưng bây giờ thì sao? Xuất hiện một quái vật tu hành tới đệ cửu hình, trời ạ, à, điều này có thể sao? Tại sao lại có biến thái như thế? Tốt rồi, người có thể lên đường. Lang Hàn nói, chương 4742, ta nói kết thúc mới là kết thúc. Lang Hàn xuất thủ uy thế ngập trời. Hắn cũng không chỉ là đệ cửu hình đơn giản như vậy, mà là đệ cửu hình đỉnh phong, chiến lược cực mạnh, cho dù là Hàn đế cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, chênh lệch giữa hai bên không phải một chút. Oanh, dưới oanh kích của hắn, Hàn đế không ngăn cản được, hắn liên tiếp thổ huyết, hắn hiện tại đang bồi hồi trước sinh tử. Trước mắt Hàn đế cũng có thể xem như đệ cửu hình, hơn còn là thế hệ bạch ngân thiên phú vô cùng cao minh cho nên lúc này hắn mới có thể miễn cưỡng trèo trống nhưng hắn đang kéo dài hơi tàn mà thôi hắn không thể trèo trống được bao lâu dừng tay đúng lúc này có một tiếng quát vang lên di thanh điệp trực tiếp xông ra khỏi gian phòng nàng đáp xuống sân đấu và quát lăng hàn ha ha đây chính là sinh tử chiến lăng hàn bộc phát sát cơ đáng sợ thì tính sao di thanh điệp cao ngạo nói ta bảo ngươi dừng tay ngươi phải dừng tay chuyện này không hợp quy củ nhưng thì thế nào, nàng là cháu gái được xích nguyệt tôn giả thương yêu nhất, nàng có thể làm như vậy. Hàn đế cảm giác nội tâm ổn định, mặc dù hắn vô cùng buồn bực, hiện tại có nữ nhân cứu mình, hắn cũng không có sĩ diện, dù sao, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có mạng, mặt mũi gì cũng có thể đòi lại. Hiện tại, cút cho ta, di thanh điệp chỉ vào lăng hàn, lạnh lùng nói, toàn trường gào thét, mặc dù tử vong thành không có quy củ, nhưng trên thực tế cũng không phải không có trật tự. Ví dụ như trong hắc ám xa trường, đánh sinh tử chiến thì phải có một người chết, không ai có thể ngoại lệ, cho dù là đế tử Lâm Vân cũng như thế. Bởi vì đây là truyền thống lưu truyền từ xưa tới nay, chưa từng có kẻ nào dám phá hư. Nhưng bây giờ thì sao? Di Thanh Điệp ngang nhiên trà đạp truyền thống cổ xưa, tự nhiên gây ra công phẫn. Gào thét cái gì, còn ai dám phát ra âm thanh ta sẽ giết kẻ đó. Di Thanh Điệp người phần bá đạo, bản thân nàng đã là hóa linh cảnh, lại thêm còn có tôn giả ra ra, cho nên lực uy hiếp rất mạnh. Lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ha ha, Lăng Hàn cười lớn, nói, sinh tử chiến vẫn chưa hết, cần phải có một người chết. Tốt, ta sẽ giết ngươi, Di Thanh Điệp nói, mị nhãn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, đằng đằng sát khí. Hừ, Lăng Hàn giết tới, không biết tốt xấu, Di Thanh Điệp đánh trả, đánh về phía Lăng Hàn, bành, hai người đấu với nhau, lập tức dẫn phát vô số tiếng nổ lớn, năng lượng sôi trào bắn ra bốn phía, uy lực đáng sợ không thể hình dung. Lúc này, chỉ thấy một bóng người bay ra khỏi đám năng lượng. Đó là Di Thanh Điệp. Phốc, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ hãi. Cái gì, Lăng Hàn đã mạnh tới mức có thể địch lại hóa linh cảnh. Xeo, Lăng Hàn cũng giết tới, tóc đen bay bay, hắn hiện tại rất đáng sợ. Ở bên ngoài hắn chịu đủ ức hiếp, những đế tộc kia đều ỉ vào cao thủ đông đảo mới không thèm nói đạo lý, hùng hổ dọa người. Hiện tại, ở chỗ này hắn còn nhận lấy bất công khốn kiếp hôm nay hắn nhất định phải làm thịt hàn đế lăng hàn vung hai tay năng lượng hủy diệt bộc phát và tấn công hàn đế ngươi dám di thanh điệp vừa sợ vừa giận nàng tuyệt đối không ngờ rằng thực lực lăng hàn mạnh như thế ngay cả bản thân nàng cũng không địch lại ngươi là chân ngã cảnh sao để cửu hình khủng bố như thế sao đây là đương nhiên để tứ hình là có thể đột phá hóa linh cảnh nhưng lăng hàn lại tu hành thêm năm điều cảnh giới cho nên hắn có thể vượt qua đại cảnh giới là đương nhiên cho dù di thanh điệp dựa vào đệ lục hình đột phá nàng vẫn không thể địch lại lăng hàn tranh lệch của hai bên đã kéo nhỏ lại mà thôi nàng vội vàng giết trở về cũng không thể nhìn lăng hàn giết người nàng yêu thương vừa chiến đấu nàng vừa la lớn người đâu nhanh bắt cuồng đồ này cho ta nhưng không người hưởng ứng ngươi là cháu gái xích nguyệt tôn giả đúng thế ngươi rất châu bò ngươi có thể nhúng tay vào chiến đấu sinh tử nhưng ngươi còn muốn người khác giúp ngươi Ha ha, đây là chuyện không thể nào. Chỉ cần Lăng Hàn không động sát ý với Di Thanh Điệp, vậy thì không có người ra mặt can thiệp, đây là giới hạn thấp nhất của mọi người. Lăng Hàn lạnh lùng, hắn dùng một cước đá Di Thanh Điệp bay ra ngoài, hắn lại nhìn chầm chầm vào hàn đế. Năng lượng hủy diệt sôi trào, lực phá hoại của thứ này quá lớn, phòng ngự gì cũng không cản nổi, hàn đế la kêu thảm thiết, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Ngươi dám, ngươi dám, Di Thanh Điệp đỏ mắt, nàng thật sự ái mộ đế tử thiên phú cao minh mà kiêu ngạo này, hiện tại mắt thấy người trong lòng bị trọng thương trước mặt mình, thậm chí sẽ bị chém giết, trái tim nàng đau như cắt. Lăng Hàn không để ý tới, hắn cứ ra tay với Hàn Đế. Hàn Đế đang toàn lực chống cự nhưng không có cách nào, thực lực của hắn yếu hơn Lăng Hàn quá nhiều, lại thêm bị thương càng ngày càng nặng, sức chống cự cũng càng ngày càng yếu. Hắn thực sự không được, không, hắn giận dữ hết, hắn cực kỳ không cam tâm, nhưng hắn là thế hệ bạch ngân, hơn nữa, còn đạt đến đệ bát hình, đuổi theo thế hệ hoàng kim, hắn là một trong những đối thủ cạnh tranh rất mạnh trong con đường thành đế, nhưng con đường dài đằng đẵng đó còn chưa bắt đầu thì hắn đã chết. Hắn làm sao có thể cam tâm, nhưng thì tính sao, cho dù có di thanh điệp tương trợ cũng vô dụng, hắn bị lăng hàn hành hung, cuối cùng bị một quyền của lăng hàn đánh vào đầu, năng lượng hủy diệt xâm nhập, thức hải của hắn vỡ vụn trong nháy mắt. Từng chân ngã sụp đổ hủy diệt, hàn đế kinh ngạc nhìn lăng hàn, ánh mắt của hắn mang theo oán hận và không cam lòng, ánh mắt của hắn càng ngày càng vô thần cuối cùng hắn ngã xuống chết ngươi 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 di thanh điệp chỉ vào lăng hàn gương mặt xinh đẹp biến thành màu xanh hận không thể ăn tươi nuốt sống lăng hàn tại chỗ lăng hàn cười nhạt một tiếng ta nói kết thúc mới có thể kết thúc dứt lời hắn quay người rời đi bá khí ngươi là di thanh điệp thì như thế nào người nhúng tay vào sinh tử chiến thì thế nào ta không nói kết thúc thì chưa kết thúc di thanh điệp tức giận run rẩy nàng chỉ vào lăng hàn và nói Ta thề, không giết ngươi, ta thề không làm người." Ánh mắt lang hàn lạnh lùng, hắn siết chặt nắm đấm và sát ý sôi trào. Nữ nhân này muốn giết mình, nhưng mà, không thể xuất thủ ở chỗ này, nơi này khẳng định có Hóa Linh chân quân thậm chí giáo chủ tọa trấn, trước tiên hắn chỉ ngang với Hóa Linh nhất biến, nhiều nhất là nhị biến, gặp được phải tam hoặc tứ biến sẽ thua chắc, huống chi là cao thủ cấp giáo chủ. Cho nên, hiện tại xuất thủ cũng không giết được Di Thanh Điệp, ngược lại sẽ dẫn họa sát thân cho mình lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn nghênh ngang rời đi đôi mắt di thanh điệp như sắp phun lửa nàng thật sự muốn lao tới đánh chết lăng hàn đương nhiên nếu là lúc nàng có thực lực như thế đáng tiếc nàng làm vậy sẽ phá hư quy củ hơn nữa nàng không thể chỉ huy cao thủ giáo chủ ta thề nhất định phải giết ngươi nhất định nàng thề trong lòng lúc này người trong toàn trường mới khôi phục tinh thần cái gì lăng hàn có thể giết hàn đế khi có hóa linh cảnh can thiệp phải biết thực lực hàn đế cũng đã là đệ cửu hình mạnh đến mức có thể nói không có thiên lý. Khủng bố, quá kinh khủng, chương 4743, xưa nay chưa từng có, chân ngã đệ thập hình. Lăng Hàn rời khỏi hắc ám xa trường, trong lòng không ngừng sinh ra cảm ngộ. Hắn có rất nhiều cảm ngộ trong trận chiến này, hơn nữa, khi giết người trước mặt hóa linh cảnh, hắn thoải mái không gì sánh được, giống như hắn mở ra tâm cảnh, toàn thân sảng khoái. Những ngày nay hắn thể nghiệm sinh mệnh, thưởng thức đại đạo, hắn dần dần có cảm ngộ về đệ thập hình, chỉ còn kém một bước chân mà thôi. Hiện tại, trải qua trận chiến này, hắn đã mò ra một bước cuối cùng. Lăng Hàn đi vào góc tối, hắn lập tức đổi hình dáng tướng mạo, sau đó hắn tìm khách sạn ở lại. Hắn muốn nếm thử xung kích đệ thập hình, đệ thập hình có tồn tại hay không, không có ai biết được việc này. Bởi vì đệ cửu hình chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đệ thập hình thì sao? Khẳng định giống như mộng ảo, Lăng Hàn không nóng không vội, hắn duy trì trái tim bình tĩnh. Sau khi quay trở lại Tử Vong Thành, Hắn được đại chiến một trận rất sảng khoái, từ đó hắn sinh ra cảm mộ rất mạnh. Lăng Hàn đắm chìm trong cảm mộ tâm linh, hắn hiện tại đã thay đổi hình dáng tướng mạo, cũng không sợ người nào phát hiện thân phận, cho nên hắn có thể yên tĩnh đột phá. Thời gian không ngừng trôi qua, nửa tháng sau, khóe miệng Lăng Hàn xuất hiện nụ cười. Rốt cuộc hắn đã mò ra cánh cửa đột phá, để thập hình có tồn tại, đến trong thức hải, hủy diệt chân ngã tỏa ra thần quang chín màu, Lăng Hàn dẫn động sinh linh lực hắn trực tiếp vận dụng át chủ bài chân áp chân ngã lực bài xích. Thiên địa đạo tác vò tới và hóa thành chất sinh dưỡng của chân ngã, cường hóa chân ngã, thôi động chân ngã biến thành đệ thập hình. T, thật khó khăn, Lăng Hàn lập tức cảm giác rõ ràng, cho dù hắn vận dụng sinh linh lực nhưng chân ngã bài xích rất kinh người, hắn cất bước rất gian nan. Còn tốt, hắn ổn định trận cước và có chút tiến bộ. Hủy diệt chân ngã vững bước trưởng thành, ánh sáng chín màu tối tăm nhưng chưa dập tắt hoàn toàn. Dòng dã một tháng trôi qua, hủy diệt chân ngã đã mất đi hào quang vốn có, lâm vào yên lặng, đạo tắc không ngừng bao phủ và tạo thành kén. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, hủy diệt chân ngã tân sinh sẽ có hình thái gì? Mười màu sao, lại trôi qua hai tháng, khoảng cách kỳ hạn mười năm chỉ còn lại ba tháng. Trong thức hải, hủy diệt chân ngã kết kén và chấn động, phía trên xuất hiện một kẽ nứt, sau đó kẽ nứt càng ngày càng nhiều và hóa thành mạng nhiệt. Sắp xuất thế, Lăng Hàn mừng rỡ, hắn càng quan sát cẩn thận. Ba, đạo tác hóa thành kén vỡ vụn, hủy diệt chân ngã mới đã xuất hiện ồ oh, lang hàn kinh ngạc đây là đệ thập hình chân ngã không có một tia ánh sáng bình thường không thể lại bình thường hơn được nữa quả thật chẳng khác gì đệ nhất hình nhưng mà đây chính là đệ thập hình đệ thập hình chưa từng tồn tại trong truyền thuyết nó sẽ bình thường như vẻ ngoài sao không đây không phải bình thường mà là phản phát quy chân hủy diệt chân ngã cầu thông thiên địa năng lượng thiên địa ập tới với tốc độ khủng bố vô biên mạnh quá mạnh, nếu như nói trước đó chiến lực lăng hàn chỉ hơi mạnh hơn di thanh điệp, hiện tại hắn có thể miểu sát đối phương. Chân ngã đệ thập hình, đây mới thực sự là phá vỡ cực hạn. Lăng hàn tính toán một chút, thời gian đã là không nhiều, không có thời gian cho hắn tu hành tới đệ thập hình đỉnh phong. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm di thanh điệp tính toán sổ sách, sau đó sẽ rời khỏi tử vong thành, sau khi ra khỏi ám vân địa ngục, trở lại phiến đá viễn cổ trong lỗ đen, chờ đợi cửu sơn thánh nhân mở ra lỗ đen và dẫn hắn rời đi lăng hàn khôi phục dáng vẻ hoàng thiên hắn lại đi tới hắc ám xa trường nhưng khi đó lăng hàn đã tự động bỏ chiến ba lần hắn bị tước đoạt tư cách thi đấu cần ba năm sau mới có thể tái chiến lăng hàn cũng là không quan trọng hắn chỉ muốn nói cho di thanh điệp biết chính mình lại xuất hiện bị tước đoạt tư cách là tốt nhất lăng hàn trực tiếp gạch bỏ thân phận người dự thi ta muốn rời đi trong phủ di thanh điệp ác tặc kia xuất hiện di thanh điệp lập tức đứng lên nàng nhìn người bẩm báo và cười lạnh nhanh đi thông chi tổ hóa an cho ta đúng chỉ chốc lát tổ hóa an đã tới phát hiện người kia tổ hóa an hỏi không sai di thanh điệp gật đầu chúng ta nên hành động ác tặc kia bị ngừng thi đấu cũng định ra khỏi thành tốt lập tức đuổi theo tổ hóa an gật đầu thực lực ác tặc kia không yếu người mang thêm người bảo hiểm không di thanh điệp hỏi sau trận chiến ấy ta đã mời người phân tích qua chiến lược hoàng thiên còn chưa tới hóa linh nhị biến chỉ hơi mạnh hơn chúng ta một ít cho nên, lần này ta mang theo hai tên cao thủ hóa linh nhị biến, mỗi người đều có chiến lược tứ trọng thiên. Tổ hóa an nói, Di Thanh Điệp gật đầu, cũng không khác kết quả ta phân tích, ta cũng mang theo hai tên cao thủ hóa linh chiến lược tứ trọng thiên, bốn đấu một đủ miểu sát ác tặc kia. Có thể xuất phát chưa? Tổ hóa an thúc giục, đi, hai người xuất động, sau khi đi ra ngoài phủ, lại có bốn tên hóa linh cảnh gia nhập đội ngũ, đều là hóa linh nhị biến. Đúng rồi, ta hận ác tặc kia thấu xương là vì hàn đế. Người vì cái gì? Di Thanh Điệp hiếu kỳ, nàng không nhịn được hỏi. Tổ Ngoá An sừng sốt một chút, hắn làm sao không biết xấu hổ nói thời điểm mình nhìn thấy Lăng Hàn thì cả người có cảm giác xấu, nhịn không được muốn quỷ bái Lăng Hàn, loại cảm giác này thật sự quá tệ. Cho nên hắn nhất định phải xử lý Lăng Hàn, người quản nhiều như vậy làm gì? Hắn nói, tốt, ta không hỏi nhiều, hiện tại trọng điểm là trừ ác tặc kia. Di Thanh Điệp oán hận nói, sáu người truy kích ra bên ngoài thành, Lăng Hàn cố ý câu cá, đương nhiên hắn không có khả năng đi thật nhanh, hắn đi dọc tới bờ sông lớn, hắn đang thưởng thức cảnh sắc của sông lớn và đợi Di Thanh Điệp giết tới, sau đó hắn sẽ rời đi. Bằng không hắn chờ bị xích nguyệt tôn giả oanh sát sao. Không bao lâu, khóe miệng của hắn nở nụ cười, rốt cuộc đã đến, ha ha, người còn nhiều hơn so với dự đoán. Hiu hiu hiu, bóng người bay tán loạn, ba trước ba sau, phân tử ngăn cản đường đi của Lăng Hàn. Di Thanh Điệp đi phía trước, nàng cười lạnh ngươi thật sự cho rằng sau khi chọc ta thì có thể chạy trốn lang hàn không có nhìn nàng hắn ngạc nhiên nhìn tổ hóa an đứng sau lưng mình hắn nghi hoặc nói tiểu Lang ra ta nhớ chúng ta không thù không oán ngươi tới đưa tiến hay truy sát ta tổ hóa an lắc đầu ngươi sắp chết cần biết rõ nhiều như vậy làm gì lang hàn cười ha ha ngươi nói chuyện với chủ nhân như vậy có thích hợp không lớn mật sau lưng tổ hóa an hai tên hóa linh chân quân đồng thời quát lớn Lăng Hàn căn bản không có để ý tới, hắn quát tổ ngõa an một tiếng. Còn không quỳ xuống, oanh, uy thế bộc phát, tổ ngõ an run rẩy, hắn không tự chủ liền quỳ xuống. Khốn kiếp, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng tổ ngõ an cũng không hiểu, năm người di thanh điệp cảm thấy quỷ dị không gì sánh được, người xác định mình đuổi theo giết người. chương 4744, diệt sát, Lăng Hàn cũng thầm than trong lòng, kèn lệnh đại đế áp chế lang tộc thật kinh người, hắn rõ ràng đã cải biến hình dáng tướng mạo thậm chí linh hồn ba động nhưng còn có thể hiệu lệnh tổ hóa an không hổ là thủ bút của đại đế tổ hóa an người điên rồi di thanh điệp lại không biết nàng lập tức kêu lớn tổ hóa an cũng không muốn quỳ hắn không biết tại sao mình làm chuyện mất mặt như thế nhưng hết lần này tới lần khác mình lại làm ta cũng không biết xảy ra chuyện gì hắn yếu ớt nói sau đó kêu lên quát giết giết hắn cho ta vô cùng nhục nhã hắn lại quỳ trước mặt mọi người Xeo, xeo, hai tên hóa linh chân quân phía sau hắn lập tức giết tới, cùng xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Cùng một thời gian, Di Thanh Điệp cũng mệnh lệnh cho hai tên thủ hạt ấn công Lăng Hàn. Oanh, bốn đại hóa linh chân quân đồng thời công kích một tên chân ngã cảnh, có thể miểu sát Lăng Hàn hay không? Lăng Hàn bộc phát tính tình, đôi tay đấm ra bốn quyền. Bành 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 bành, chỉ sau bốn khách, thân thể Lăng Hàn lay động, bốn đại hóa linh chân quân không tốt hơn chỗ nào, thân thể bọn họ lắc lư. T, kết cục bọn họ đánh ngang tay. Cái gì? Sáu người tổ hóa Hàn cảm giác ra dầu tê dại, việc này quá bất khả tư nghị, bốn đại Hóa Linh Chân Quân liên thủ, hơn nữa mỗi người đều là Hóa Linh nhị biến, chiến lực đạt đến tứ trọng thiên, hiện tại Liều Mạng chỉ đánh ngang tay với chân ngã cảnh. Đây là việc đầm rồng hang hổ, Lang Hàn phủi phủi tay, bốn Hóa Linh chân quân, chiến lực thật mạnh, mặt ngoài là câu nói khen ngợi nhưng mọi người lại cảm thấy đây là lời của tiểu nhân đắc trí. A, à, chiến lực mạnh như vậy còn không thể áp chế ngươi? chẳng phải đang nói ngươi cũng mạnh tới mức biến thái hay sao. Nhưng trên thực tế lại đúng là như vậy, gia hỏa này chỉ là chân ngã cảnh, nhưng chiến lực của hắn lại tiến vào hóa linh cảnh, lấy một địch bốn còn không rơi vào thế hạ phong, cho dù là ai cũng không nói được gì. Lăng Hàn rất hài lòng với chiến lực đệ thập hình của mình, hắn đã phá vỡ cực hạn chân chính, có khả năng từ xưa đến nay không có một vị tổ vương nào đạt tới độ cao như vậy, hiện tại chỉ có hắn làm được, chiến lực có thể không kinh khủng hay sao không có chiến lược như vậy mới gọi là kỳ quái các ngươi đuổi theo giết ta đúng không lang hàn cười nói ngượng ngùng nói cho các ngươi biết là ta đặt bẫy cho các ngươi chính là muốn dẫn các ngươi tới đây thật sự cuồng ngạo di thanh điệp tỉnh táo lại nói ngươi chỉ liều mạng đánh ngang tay với thủ hạ của ta chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta giết các ngươi đương nhiên dễ như trở bàn tay lang hàn thản nhiên nói lên cho ta giết hắn di thanh điệp kêu lên nàng thật sự không quen nhìn dáng vẻ phách lối của Lăng Hàn. Bốn đại hóa linh chân quân ra tay lần nữa, lại tấn công Lăng Hàn. Bọn họ thật sự quyết tâm, lúc này một linh thân trong cơ thể của bọn họ bước ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã biến thành 12 đánh một. Hóa linh cảnh tu ra mấy cái linh thân chính là mấy biến, hóa linh chân quân đều là nhị biến, nói cách khác, bọn họ đều tu ra hai linh thân, mỗi một cái linh thân đều nắm giữ chiến lực tương đương bản thể. Bởi vậy, tám cái linh thân vừa xuất hiện sẽ có ý nghĩa khác biệt. Lăng Hàn bị áp chế hoàn toàn. Ha 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 ha, Di Thanh Điệp cười to, ác tặc vô chi, cho dù lực lượng của ngươi vượt qua hóa linh tứ trọng thiên thì như thế nào, hóa linh cảnh khác chân ngã lớn nhất chính là biến chân ngã thành linh thân. Hiện tại 12 đánh một, người chờ bị đánh chết đi. Hiện tại tương đương với có 12 chiến lực hóa linh tứ trọng thiên đang vây công Lăng Hàn, mặc hắn yêu nghiệt cũng không thể không rơi vào hạ phong, hắn chỉ có thể trèo trống. Lúc này, tổ hóa an cũng bỏ dậy, hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Lăng Hàn, trong nội tâm hả giận. Chết, nhanh chết đi, vô chi, di thanh điệp lạnh lùng nói, đến lúc này, lăng hàn sẽ chết chắc. Nàng dừng một chút, nói, đừng cho hắn chết quá dễ dàng. Vâng, bốn tên hóa linh chân quân đều đáp, lăng hàn cười một tiếng, các ngươi thực sự cho rằng mình thắng chắc sao, chẳng lẽ không đúng sao, di thanh điệp cười nói, hiện tại đại cục đã định. Hàn đế, ta sẽ báo thù cho ngươi, dĩ nhiên không phải, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn phát động sát khí xung kích, ông, ý niệm bay tới. Ngô, bốn tên hóa linh chân quân ôm đầu kêu lên đau đớn, linh thân của bọn họ run rẩy giống như sắp vỡ. Đây là tự nhiên, linh thân sử dụng linh hồn làm chủ thể, dung hợp thiên địa đạo tắc mà thành, hiện tại linh hồn nhận xung kích, tự nhiên biểu hiện không chịu nổi. Cường độ linh hồn của Lăng Hàn đã sớm đạt tới cấp bậc hóa linh, trước kia hắn bị cảnh giới hạn chế, lúc này mới không thể bày ra, hiện tại hắn đã có thể địch hóa linh, cường độ linh hồn như thế thúc dục sát khí xung kích cùng rất kinh khủng. Cái gì, lần này tình thế biến hóa trong nháy mắt, rõ ràng Lăng Hàn còn lâm vào hạ phong, hiện tại hắn lật bàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta nói không sai chứ, Di Thanh Điệp nhìn tổ hóa an, sau đó nàng cất bước bỏ chạy. Nàng không muốn chết, hừ, Lăng Hàn dương động huyễn cảnh hắc mang, Di Thanh Điệp lập tức ngừng lại, vẻ mặt si ngốc. Trong ảo cảnh của nàng, Hàn đế chết rồi sống lại, hơn nữa còn vượt qua sinh hoạt không biết xấu hổ với nàng tự nhiên sẽ làm nàng trầm mê tổ ngoá an thấy thế liền hoảng sợ người có ma lực hay sao lăng hàn nhìn hắn nói tự sát đi không tổ ngoá an run rẩy gào lên đáng tiếc bàn tay của hắn vẫn nâng lên và chậm rãi đánh vào chán của mình lăng hàn chỉ muốn thử cái nhìn của mình là bản năng sinh tồn mạnh hay năng lực khống chế mạnh hơn sự thật làm hắn chấn kinh lực khống chế của kèn lệnh đại đế quá đáng sợ ta không muốn chết Tổ Ngoá An sắp khóc, đúng vậy, ai muốn chết chứ? Lăng Hàn gật đầu, hắn tiếp tục phát động sát khí xung kích làm bốn tên hóa linh chân quân không thể ra tay ngăn cản. Tổ Ngoá An vỗ mạnh vào trán của mình, oanh, lực lượng bắn ra, đầu của hắn lập tức nổ tung, thức hải vỡ vụn, tự nhiên chết rất triệt để. Lăng Hàn lại xuất một quyền, bành, Di Thanh Điệp cũng bị hắn đánh nổ tung, hai nhị thế tổ đỉnh cấp cùng đi xuống hoàng tuyền. Người sông đại hỏa, bốn tên hóa linh chân quân đồng thời quát lớn, bọn họ rút ra thiên địa đạo tắc lại thêm hai cái linh thân thủ hộ cuối cùng cũng miễn cưỡng đỡ được sát khí xung kích nhưng không có thực lực ra tay tiếp không phải đế tử cho nên rất dễ đối phó lang hàn cười một tiếng thì tính sao nói thì nói như thế hắn lập tức quay người bỏ chạy bởi vì hắn đã cảm ứng được có hai đạo khí thức bắn ra từ bên trong tử vong thành bắn ra ngoài chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt lấy hắn xích nguyệt huyết nha hai đại tôn giả bọn họ đã biết hậu nhân của mình chết đi bọn họ tức giận ngập trời và truy sát tới nơi này. Cho nên, hiện tại không chạy còn chờ đến khi nào. Đừng trốn, bốn đại hóa linh chân quân vội vàng truy đuổi. Xeo, xeo, hai bóng người xuất hiện trên bầu trời, trong nháy mắt đã đuổi kịp bốn tên hóa linh chân quân, chính là xích nguyệt cùng huyết nha tôn giả. Giác rưởi huyết nha tôn giả hư lạnh một tiếng, hắn căn bản không có xuất thủ, nhưng bốn đại hóa linh chân quân lại nổ đầu mà chết. Trường 4745, tôn giả truy kích huyết nha tôn giả xuất thủ bắt lấy lăng hàn lập tức áp lực vô hình giống như nước thủy triều bộc phát cực mạnh bàn tay này như hóa thành ngôi sao vô cùng cường đại sử dụng tốc độ kinh người bắt lấy lăng hàn quy tắc bao phủ nên lăng hàn không thể ẩn trốn bởi vì không thể trốn trừ phi lăng hàn còn có thể thi triển tinh bộ nếu không hắn cũng chỉ có thúc thủ chịu trói nhưng mà thực sự như thế sao lăng hàn lập tức cầm lấy kèn lệnh đại đế và thổi lên sóng âm vô hình phát ra huyết nha xích huyết tôn giả lập tức trúng chiêu dù bọn họ là tôn giả thì như thế nào vẫn nhận lấy ảnh hưởng người nào cũng chu lên như sói bởi như vậy cho dù bàn tay đánh tới cũng đánh vào bầu trời hai đại tôn giả đều sững sờ tình huống như thế nào tại sao bọn họ chu lên như sói phải biết bọn họ chính là tứ cực cảnh tôn giả trong thiên địa có thể mạnh hơn bọn họ cũng chỉ có thánh nhân đại đế không tính một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người mà thôi hiện tại chu lên đầy khó hiểu việc này quỷ dị như thế hai đại tôn giả nhìn nhau, bọn họ tin tưởng chuyện khác thường tất có yêu, cho nên, chuyện này tuyệt không phải bọn họ điên khùng đột nhiên chu lên như sói, mà là nhận lấy ảnh hưởng gì đó. Chẳng lẽ là người trước mặt, hắn chỉ là chân ngã cảnh, hừ, huyết nha tôn giả xuất thủ lần nữa, đường đường tôn giả lại không thể dùng một kích chân áp chân ngã cảnh, quả thực là cho cười. Lăng hàn lại thổi kèn lệnh đại đế, sóng âm bộc phát. Ngao, hai đại tôn giả không chống cự nổi, bọn họ ngửa đầu chu lớn. Mẹ nó, lần này hai đại tôn giả đều nghiêm túc khẳng định là lang hàn dở trò quỷ nhưng đối phương chỉ là chân ngã cảnh hắn thực sự có thể ảnh hưởng đến tôn giả tuyệt đối là trí bảo ánh mắt huyết nha tôn giả sáng lên xích nguyệt tôn giả vừa mừng vừa sợ món bảo vật này nằm trong tay chân ngã cảnh lại có thể ảnh hưởng đến bọn họ nếu trong tay bọn họ thì sao nó sẽ có uy lực thế nào đương nhiên công năng trí bảo này cũng làm người ta im lặng làm cho người ta tru lên như sói thì được gì bất kể như thế nào bọn họ nhất định phải lấy được bảo vật này. Hai đại tôn giả đồng loạt ra tay tấn công Lăng Hàn. Ngao, 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 nhưng mỗi khi bọn họ xuất thủ, Lăng Hàn sẽ thổi kèn lệnh, từ đó bọn họ phải chu lớn. Đường đường tôn giả, năm lần bảy lượt xuất thủ lại không thể ngăn cản chân ngã cảnh. Nếu việc này truyền đi, hai vị tôn giả thật sự có không mặt mũi làm người, mà thanh danh Lăng Hàn cũng truyền khắp tinh không, quá trâu bò. Còn tốt, hiện tại cũng không có người đứng ngoài quan sát chỉ cần tiêu diệt lăng hàn thì hai vị tôn giả chắc chắn sẽ không vạch trần việc xấu của nhau vấn đề này sẽ được giấu giếm lăng hàn chạy đi hai tên tôn giả đi theo đằng sau có thể ảnh hưởng đến tính mạng của lăng hàn đến lúc này hắn cũng không giành ngụy trang hắn lộ ra gương mặt thật may mắn là hai tên tôn giả cũng không có chú ý tới chân thân của hắn nếu không bọn họ lập tức sẽ liên tưởng tại sao tu vi của lăng hàn có thể tăng lên nhanh như vậy khẳng định đã đạt được lượng lớn nguyên đạo thạch hẳn là tên trộm không thể nghi ngờ Lăng Hàn trốn, hai đại tôn giả đuổi theo, tiểu tử này dựa vào kèn lệnh trong tay. Xích Nguyệt tôn giả nói, ân, mỗi lần vận chuyển, linh hồn của hắn giảm nhiều, không dùng được mấy lần. Huyết Nha tôn giả cũng nói, với nhãn lực của hai người tự nhiên nhìn ra nội tình của Lăng Hàn cùng kèn lệnh đại đế. Lăng Hàn tiêu hao hồn lực thật nhanh, may mắn cường độ linh hồn của hắn sớm đạt đến hóa linh cảnh, hắn vẫn có thể tiêu xài một thời gian, nhưng nếu cứ thổi như vậy, hắn có thể kiên trì tới bao giờ nhưng bây giờ hắn không có biện pháp khả thi chỉ có thể như thế a à, lăng hàn khốn kiếp còn em ngươi đúng lúc này phía trước xuất hiện một người thời điểm nhìn thấy lăng hàn thì hắn vui mừng nhưng hắn cũng lập tức phát hiện truy binh sau lưng lăng hàn hắn từ vui mừng biến thành sợ hãi đó là đinh thụ hắn không nói hai lời lập tức quay người chạy đi lăng hàn khống chế phạm vi công kích của kèn lệnh đại đế hắn chỉ hướng về phía sau và tránh ảnh hưởng tới đinh thụ hắn cười ha ha đúng dịp như thế Đúng dịp cái rắm, đinh thụ trực tiếp nói tục, đương nhiên, cũng dễ hiểu tâm tình của hắn hiện tại. Lão tử khổ luyện hơn 8 năm, vừa mới đi lên đề cửu hình, ta muốn trở về báo thù, kết quả ngươi là tai tinh dẫn hai tên tôn giả tới. Vậy ngươi chạy làm gì? Lăng Hàn nói, đúng thế, mình chạy làm gì? Hai tên tôn giả lại không biết là hắn trộm nguyên đạo thạch. Đinh thụ nhe răng, nội tâm của hắn không yên. Ngươi xem, vừa mới làm một vụ lớn như thế, kết quả né một hồi mới đi ra, sau khi đi ra lại gặp mặt người mình trộm, người có trột dạ bỏ chạy hay không? Đây chính là tôn giả, hắn sẽ không giảng đạo lý với ngươi. Mỗi lần gặp được ngươi đều có việc không tốt xảy ra. Đinh thụ nói, ngươi cưới được thê tử nên quên đi mẫu thân, ngươi phải nhớ kỹ, là ai mang ngươi rời trống kho nguyên đạo thạch, ai giúp ngươi nhanh chóng đột phá đệ cửu hình. Lang Hàn cười nói, việc này cũng tiêu hao phá cấm phủ chân quý của lão tử. Đinh thụ phản bác, đương nhiên hắn không nghĩ thiếu ân tình của Lăng Hàn, trực giác cho hắn biết ân tình của lăng hàn cũng không phải dễ thiếu như vậy đúng rồi lần này ngươi hại ta thảm như thế thiếu ta một lần hắn vội vàng bổ sung uy 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 là ngươi chạy vào đấy hơn nữa ta không có bảo ngươi chạy lăng hàn cười nói đương nhiên hắn cũng không muốn thiếu ân tình của đinh thụ hai người đều là thiên tài tuyệt đỉnh đương thời vừa chạy vừa dùng thần thức giao lưu nhưng không chậm lại chút nào cùng lúc đó lăng hàn còn thổi kèn lệnh đại đế làm hai tên tôn giả chu lên như sói a à, tình huống của bọn họ là như thế nào. Đinh Thụ cảm thấy hiếu kỳ, hai người kia chính là tôn giả, học sói chu làm gì. Đầu óc động kinh, Lăng Hàn thuận miệng nói, thật quái lạ, Đinh Thụ gật đầu, mấy câu này Lăng Hàn cùng Đinh Thụ không có dùng thần thức truyền âm, hai tên tôn giả đều nghe được rõ ràng, tự nhiên tức giận sôi người. Hiện tại chân ngã cảnh đã xảy ra chuyện gì, đều phách lối đến tình trạng như vậy sao? Bọn họ nổi giận muốn đánh chết Lăng Hàn cùng Đinh Thụ tại chỗ, nhưng bị kèn lệnh đại đế ảnh hưởng, bọn họ vẫn không đuổi kịp và không thể làm gì, đây là việc làm bọn họ buồn bực. Hồn lực của Lăng Hàn đã dùng một nửa, hắn nhíu mày, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Uy, người có được hay không? Đinh thủ cũng phát hiện không ổn, cao mày nói. Lấy ra, ta giúp người thổi một hồi. Với trí thông minh của hắn, hắn đương nhiên đoán được Lăng Hàn là dựa vào kèn lệnh trong tay ngăn cản hai tên tôn giả, cũng là kẻ cầm đầu làm hai tên tôn giả liên tiếp chu lên như sói. Lăng Hàn lắc đầu, không phải hắn keo kiệt sợ Đinh Thụ đoạt bảo, mà là lúc trước hắn phải lên phòng thời gian trên tinh võng để tìm hiểu Đinh Thụ có khả năng học trong nháy mắt sao? Nếu giao cho Đinh Thụ, vậy bọn họ nhất định phải chết. Làm sao bây giờ? A, à, đột nhiên trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng người, hắn phát hiện có hy vọng. Chương 4746 Sự kiện quỷ dị Trên dòng sông xuất hiện thuyền lá nhỏ, phía trên có một người chèo thuyền, hắn đang chống xào trúc. Lang Hàn đã nhìn thấy việc này nhiều lần thuyền phu có làn da màu xanh giống như chết vô số năm, cũng làm người ta kinh hãi. Nơi này có đại quỷ dị, người cảnh giới võ đạo thấp có thể thông qua dễ dàng, nhưng thực lực càng mạnh thì tao ngộ chuyện quỷ dị càng lớn, động một tí cũng sẽ làm cho người ta mất đi tính mạng. Nếu không, nơi này có đồ tốt như nguyên đạo thạch, đế tộc sẽ bỏ lỡ. Không phải là không muốn, mà là không thể. Hiện tại, hai tên tôn giả xuất hiện ở đây, chẳng những không có thu liếm khí tức, ngược lại còn trắng trợn xuất thủ, có thể dẫn dắt chuyện quỷ dị hay không theo lăng hàn thuyền phù trước mặt chính là quỷ dị xèo xèo hắn cùng đinh thụ nhanh chóng vượt qua người trèo thuyền huyết nha tôn giả cùng xích nguyệt tôn giả đuổi kịp tốc độ của bọn họ kinh người cỡ nào nếu không phải học sói chu bọn họ chỉ cần đi một bước là có thể đuổi kịp lăng hàn cùng đinh thụ nhưng khi hắn lướt qua thuyền phu kia chuyện quỷ dị xuất hiện đôi mắt đục ngầu của người chèo thuyền sáng lên sau đó huy động xào trúc quét hai tên tôn giả rõ ràng xào trúc chỉ dài như thế nhưng người chèo thuyền vung lên lại hóa thành trường côn kinh thiên, sao trúc dài không gì sánh được, cũng nhanh chóng nện vào lưng hai đại tôn giả. Quy tắc phát sáng đáng sợ không gì sánh bằng, hai đại tôn giả kêu lên một tiếng, không thể không quay người trở lại ngăn cản sao trúc. Bành, hai đại tôn giả đồng thời đánh vào sao trúc, hai người kêu lên đau đớn và bay ra xa. Chỉ từ một kích này đã thấy rõ, hai người liên thủ cũng không thể địch nổi người chèo thuyền. Người chèo thuyền không ngừng xuất thủ, sao trúc đánh thẳng vào xích nguyệt tôn giả, mà tay trái ấn xuống lộ ra bàn tay mục nát tấn công huyết nha tôn giả xích nguyệt tôn giả và huyết nha tôn giả đều hư lạnh một tiếng kích thứ nhất là do bọn họ chỉ bị đánh không kịp trở tay nếu thật động thủ bọn họ sợ hay sao oanh hai đại tôn giả bộc phát chiến lực uy thế đáng sợ bộc phát chiến lực tôn giả sinh ra đại chiến bộc phát người treo thuyền độc đấu hai đại tôn giả nhưng không lâm vào hạ phong nhưng hai đại tôn giả vô cùng cường thế bọn họ thi triển phản kích mạnh mẽ lăng hàn dừng lại xem cuộc chiến ngoá ngươi không muốn sống nữa đinh thụ cũng ngừng lại nói còn không tranh thủ thời gian chạy trốn lăng hàn nhoẻn miệng cười bị người đuổi giết lâu như vậy ngươi không nghĩ báo thù sao tôn giả đại chiến ngươi muốn tìm chết thì ta không phụng bồi đinh thụ nhún vai lăng hàn cười một tiếng hắn thổi kèn lệnh đại đế hai đạo sóng âm vô hình bao phủ xích nguyệt cùng huyết nha tôn giả ngao cho dù đang đại chiến hai đại tôn giả cũng phải chu lên như sói hoàn toàn không thể kháng cự, nhưng mà, người chèo thuyền lại không bị ảnh hưởng, công kích của hắn liên tục oanh kích hai tên tôn giả. Việc này làm hai tên tôn giả lúng túng, chỉ một người chèo thuyền đã là kình địch của bọn họ, hiện tại bọn họ còn học sói chu, chẳng phải muốn mạng của bọn họ. Muốn mạng, cao thủ quyết đấu, trong tình huống thực lực không chênh lệch nhiều, một chút sai lầm cũng biến thành sơ hở chí mạng, cho nên, bọn họ hiện tại học sói chu là việc làm nguy hiểm, cho nên bọn họ đang lâm vào hiểm cảnh sinh tử. Lăng Hàn cũng liều mạng Bọn họ điên cuồng trợ không Hắn nhất định phải chế trụ hai đại tôn giả, như vậy mới có thể ngăn cản người chèo thuyền. Thời gian trôi qua vài phút, nhưng hai đại tôn giả liên tục lâm vào tình huống nguy hiểm, phải biết rằng, bọn họ đang bị kèn lệnh đại đế ảnh hưởng, nếu không thể bắt được một tên chân ngã cảnh, bọn họ không biết nên giấu mặt vào đâu. Phốc, huyết nha tôn giả bị xào trúc đánh vào bụng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả thần hồn cũng suýt bị đánh tan. Ta chính là tôn giả, tứ cực trấn càn khôn. Huyết nha tôn giả hét lớn một tiếng, bốn cây trụ bay ra khỏi thân thể, cũng bao phủ chung quanh người hắn. Nhưng lang hàn vừa thổi kèn lệnh, hắn không kìm lòng được mà chu lên như sói, ngay sau đó bốn cây trụ biến mất trong cơ thể của hắn. Bang, sao trúc lại đánh tới, huyết nha tôn giả bị đánh trúng, thân hình hắn lảo đảo và rơi vào dòng sông bên dưới. Bọt nước bắn lên tung tóe, huyết nha tôn giả không còn bóng dáng, giống như hắn bị nước sông nuốt sống. Xích nguyệt tôn giả cảm giác toàn thân lạnh lẽo, Nơi này quá quỷ gì. Hắn cũng biết rõ, sau khi ra khỏi tử vong thành sẽ có đại khủng bố, nhưng trước kia hắn rất tức giận, chỉ lo truy sát lang hàn nên quên đi cấm kỵ như vậy. Hiện tại, rốt cuộc hắn đã ý thức được không ổn. Huyết nha vừa rơi vào trong nước, sinh tử khó liệu. Xích Nguyệt Tôn giả chỉ do dự một chút, lập tức xoay người bỏ chạy. Khi bị lang hàn ảnh hưởng, hắn không phải là đối thủ của người treo thuyền, cho nên hắn cần thời gian rút lui thật nhanh. Hắn rút lui người chèo thuyền lại đuổi theo nhưng không có kèn lệnh đại đế ảnh hưởng tốc độ của xích nguyệt tôn giả cực nhanh người chèo thuyền cũng đuổi theo không kịp sau khi đuổi theo một đoạn người chèo thuyền cũng quay trở lại hắn đáp xuống thuyền nhỏ lần nữa hắn rỗi xào trúc khua nước sông giống như đang vớt cái gì đó làm cái quỷ gì thế đinh thụ lẩm bẩm nói thời điểm người chèo thuyền nâng xào trúc lên lần nữa một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy cuối xào trúc là một bàn tay một người bị nâng lên làn da màu trắng xanh nhưng trên lưng lại mọc ra hai cánh huyết nha tôn giả nhưng huyết nha tôn giả bây giờ biến thành cái xác không hồn mặc dù hắn đang mở mắt nhưng không khác gì cái xác không hồn hắn đứng chết lặng trên thuyền không nhúc nhích người treo thuyền chống xào đi về hướng hạ du lăng hàn cùng đinh thụ đều nín thở khi nhìn thấy việc này một tên tôn giả rơi xuống sống sẽ biến thành dáng vẻ này đây chính là tôn giả đấy thật sự quá tà môn hai người này càng đi càng xa người chèo thuyền cũng biến mất trong tầm mắt. Quá quỷ dị, Đinh Thụ không nhịn được cảm thán một câu. Trên thực tế, Lăng Hàn rất muốn nói tục, ra đầu của hắn ngứa ngáy như chóc ra ngoài. Nơi này này có tình huống như thế nào? Hắn hít sâu vài lần hòa hoãn cảm xúc, sau đó hắn hỏi Đinh Thụ. Tiếp theo, người còn dự định đi tử vong thành sao? Đi làm gì, muốn chết sao? Đinh Thụ tức giận nói, người cũng quá trâu bò, lại chọc hai tên tôn giả truy sát. Hiện tại tốt rồi, ngay cả ta cũng bị liên lụy. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, được rồi được rồi, người có rất nhiều nguyên đạo thạch, mà Hàn đế đã bị ta làm thịt, người không có cơ hội báo thù. Ngoá, đinh thụ suýt nữa bóp cổ Lăng Hàn, người bồi thường, người bồi thường, Lăng Hàn chỉ cười to. Sau khi nói loạn một lúc, đinh thụ nói, ban đầu ta muốn chờ thêm 10 năm 8 năm, hiện tại cần phải rời đi sớm. Người của ngươi tới đón lúc nào, còn hai tháng nữa, vậy thì tốt, cho ta đi nhờ, không có vấn đề. Lăng Hàn gật đầu, chương 4747, thiên hạ đại biến. Lăng Hàn và Đinh Thụ cùng quay về vị trí ban đầu. Tu vi bọn họ thấp nên không dẫn xuất chuyện quỷ dị xuất hiện, bọn họ xuyên qua âm hà và tiến vào rừng rập, ở trong nhà đá tránh né sinh linh hắc ám, sau đó gấp rút lên đường, sau một tháng, bọn họ đã tiến vào đầm lầy. Lại đi thêm mấy ngày sau, bọn họ đi tới thông đạo tiến vào nơi đây. Sau đó đẩy cửa đá ra, bọn họ đi vào trong lỗ đen. Lăng Hàn và Đinh Thụ đều ngồi xếp bằng, hiện tại bọn họ đang chờ, nhưng với thói quen của bọn họ, đương nhiên sẽ không lãng phí một chút xíu thời gian, bọn họ dùng thời gian này tu hành. Thời gian hơn 10 ngày trôi qua, đột nhiên, không gian đang bình tĩnh lại sôi trào, sau đó nhìn thấy một bàn tay mò vào bên trong. Thánh nhân, đi, Lăng Hàn quát một tiếng, hắn lập tức tiến về hướng bàn tay. Đinh Thụ không do dự, hắn cũng phi thân tiến lên. Hai người rơi vào trong bàn tay, bàn tay này nắm lại và kéo trở về. Mặc dù lực hút của lỗ đen khủng bố, cường giả giáo chủ không thể thoát ra khỏi lực hấp dẫn, nhưng trước mặt lực lượng thánh cấp lại không đáng chú ý. Rất nhanh, bàn tay mang theo lăng hàn cùng đinh thụ ra khỏi lỗ đen. Bàn tay mở ra, sau đó bàn tay biến mất, lão gia tử, lăng hàn kêu lên, cửu sơn thánh nhân đứng trong hư không trước mặt hắn, bên cạnh hắn còn có vài người, chính là nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cầu. a à, tiểu hàn tử, đây là ai? Đại hắc cầu lập tức hỏi, đinh thụ, lăng hàn nói. Ân, đại hắc cầu giật mình, đây chính là đinh thụ, chính là bá chủ nguyên thế giới khác. Nữ hoàng cùng hổ nếu đi tới, bọn họ vây quanh Lăng Hàn, đã qua 10 năm không gặp, bọn họ rất nhớ Lăng Hàn. Về trước rồi nói, Cửu Sơn thánh nhân nói, hắn xé rách không gian mang theo mọi người rời đi. Thánh nhân rời đi với tốc độ cực nhanh, chỉ qua vài ngày sau, bọn họ đã trở về Cửu Dương thánh địa. Cảm ơn lão gia tử, ta đi trước, không cần tiễn. Đinh Thụ lập tức vẫy tay từ biệt giống như có người cầm đao gác lên cổ của hắn. Đây chính là đại bản danh của Lăng Hàn, hắn cần phải cẩn thận một chút. Nhưng Lăng Hàn cũng không nghĩ dùng phương thức này diệt đối thủ cạnh tranh, hắn chỉ cười mà thôi. Có thuận lợi không, cửu sơn thánh nhân hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta xuất thủ sẽ không thuận lợi sao? Tiểu tử ngươi, cửu sơn thánh nhân cười lắc đầu, nói. Không nên ba hoa, Lăng Hàn nói sự việc suốt 10 năm qua cho mọi người nghe. Trên thực tế, phần lớn thời gian của hắn là luyện hóa nguyên đạo thạch, cho nên hắn có thể bỏ qua đoạn này. Tất cả mọi người yên tĩnh lắng nghe, biết được Lăng Hàn đã bước vào đệ thập hình, bọn họ đều hít khí lạnh. Đệ cửu hình chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Lăng Hàn lại bước vào đệ thập hình. Quá trâu bò, cửu sơn thánh nhân nhướng mày, hắn đặt tay lên vai Lăng Hàn, hắn dùng niệm lực kiểm tra thân thể Lăng Hàn. Ngươi không thể luyện hóa nguyên đạo thạch, mặc dù, hào tổn thọ nguyên tăng lên cảnh giới, nhưng không thể bỏ qua thọ nguyên, bởi vì làm thế sẽ suy yếu thọ nguyên của ngươi rất lớn cho dù hiện tại người đã thương tổn tới căn cơ cần sử dụng đại dược chữa trị nếu lại luyện hóa sợ rằng sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển lang hàn run rẩy hắn biết sinh mệnh bản nguyên của mình bị hao tổn đã quyết định sử dụng đại dược đền bù nhưng không nghĩ tới tình huống lại nghiêm trọng như vậy hắn thở dài hắn lấy toàn bộ nguyên đạo thạch ra và nói các ngươi phân ra đi nhưng phải sử dụng kiềm chế một chút Cửu sơn tôn giả cầm lấy một khối nguyên đạo thạch, cẩn thận kiểm tra một phen, nói. Trong đó ẩn chứa quy tắc quan hệ với thời gian, thậm chí còn có một tia nhân quả, cho nên cần dùng thảo nguyên của võ giả làm trả giá đổi lấy thời gian. Hắn dừng một chút, nói, nhiều nhất ba ngày luyện hóa một khối, như vậy sinh mệnh bản nguyên sẽ từ từ khôi phục, cũng không tổn thương căn cơ. Tất cả mọi người L gật đầu, lang hàn chính là vết xe đổ đấy. Đúng rồi, hiện tại tình huống trong tinh không thế nào, những đế tộc kia không bức bách lang hàn hỏi hắn đã thoát ly thế giới này 10 năm thiên hạ thay đổi đại hắc cầu cướp lời nói năm thứ sáu khi người tiến vào ám vân địa ngục đột nhiên phá vỡ bị sơn hải thiên lượng lớn âm hồn tàn phá bừa bãi cũng tạo ra phong vân vô biên lang hàn cao mày lượng lớn âm hồn xâm lấn đây là sự kiện lớn hiện tại thế nào hắn hỏi ngay từ đầu tất cả mọi người xem như không liên quan tới mình tiểu thanh long nói tiếp nhưng mà khi đại quân âm hồn tiến công thế như trẻ tre, công thành chiếm đất, phạm vi thế lực mở rộng cực nhanh, cho dù là những đế tộc kia cũng không ngồi nhìn được. Hiện tại, do đế tộc dẫn đầu hợp thành liên minh đối kháng âm hồn, toàn bộ tinh không đều buông bỏ ân oán, cùng nhau đối kháng đại quân âm hồn. Sắc Trư cũng nói, lang Hàn kinh ngạc, dưới áp lực khi âm hồn xâm lấn, các đại thế lực đã liên thủ với nhau. Đế tộc tăng thêm đế binh cũng không cách nào xua tan âm hồn. Hắn cảm thấy kỳ quái, đế binh đấy, một khi phát huy tương đương với đại đế phục sinh, như vậy cũng không thể xua tan âm hồn. Ai, số lượng âm hồn quá nhiều, hơn nữa, bọn họ sử dụng Sơn Hải Thiên làm cứ điểm, gặp được đế binh phát huy thì tránh vào âm phủ. Đại Hắc Cầu nói, lại nói, bên trong âm hồn cũng có thánh nhân, hơn nữa còn có đế binh. Lăng Hàn suýt phun nước bọt, âm hồn cũng có đế binh. Khốn kiếp, người đừng nói âm hồn còn có đại đế đấy. Nghe nói là thần thú thời kỳ thượng cổ lột xác biến thành, khác với đế binh của hậu thế. Tiểu Thanh Long giải thích một câu, hắn có quyền lên tiếng ở phương diện này. Lăng Hàn hít vào một hơi, nói, nói cách khác, tình huống hiện tại tương đối không ổn. Nhất định phải có một đại đế mới xuất hiện mới có thể xua tan đám âm hồn trở về, nếu không, ai? Đại Hắc Cầu lắc đầu, nó không nói nữa. Cho nên, hiện tại tất cả đế tộc đều lộ mặt, thậm chí còn hạ vốn gốc, gây dựng một học viện tổ vương, toàn lực bồi dưỡng thiên tài, từ đó dẫn dắt phó đạo tiến vào thời kỳ thịnh thế, các thiên tài xuất hiện và tranh đoạt đế vị. Mặc dù nói thiên địa đã chuẩn bị xong việc chào đón đại đế, nhưng đế lộ xuất hiện chỉ là một cơ hội, còn cần thiên tài đủ nhiều. Trên đế lộ không thể thiếu cạnh tranh, chỉ có mấy người thì tranh cái rắm. Thành đế, từ trước đến nay không phải con đường dễ dàng, mà là dùng máu của vô số thiên tài đúc thành đế lộ, chỉ có thiên tài ưu tú nhất, thiên phú và vận khí cao nhất mới có thể trở thành đại đế. Học viện Tổ Vương Lăng Hàn cảm thấy hứng thú, nói, người nào cũng có thể đi sao, chương 4748, học viện tổ vương. Trên lý luận thì đúng là như vậy, đại hắc cầu gật đầu, nhưng mà, tiểu tử ngươi bị nhiều đế tộc truy nã truy sát như vậy, nếu ngươi thực tiến đi vào, ha ha, chỉ sợ mỗi ngày sẽ có người đi theo đòi đánh nhau với ngươi. Tiểu Thanh Long cười nói, Lăng Hàn cười một tiếng, sẽ không, có lão gia tử uy hiếp, ngoài sáng, đế tộc không dám làm gì ta đâu. Cứ nghĩ lại xem, thánh nhân tay cầm đế binh là việc kinh khủng cỡ nào. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt đối kháng âm hồn, đương nhiên thánh nhân là lực lượng chủ yếu nhất, thậm chí cửu sơn thánh nhân còn có một kiện đế binh, đương nhiên thuộc về đối tượng cần phải đoàn kết, sao có thể đẩy hắn đứng ở mặt đối lập. Cho nên, dù Lăng Hàn nghênh ngang xuất hiện ở trong đế tộc, những người này cũng phải kìm nén. Đương nhiên, nếu đánh một trận cùng cảnh giới, Lăng Hàn còn bị đánh giết, cửu sơn thánh nhân cũng không thể nói gì hơn, dù sao đây chính là lời do hắn nói ra đánh một trận cùng cảnh giới ha ha nếu như ta không đột phá hóa linh cảnh trên đời này còn ai ngăn cản một chiêu của ta lang hàn nói rất cao ngạo đệ thập hình tuyệt đối là thiên hạ vô song cho dù đinh thụ là bá chủ nguyên thế giới chỉ cần hắn không có đế binh hắn không có khả năng đạt tới đệ thập hình chuyện này cần thiên phú còn cần cơ duyên tiểu tử ngươi muốn đi học viện tổ vương đại hắc cầu hỏi lang hàn gật đầu đương nhiên phải đi chấn áp đám bằng hữu cũ ta muốn bọn chúng quỳ xuống chờ bị chinh phục. Ha ha, đúng là đủ cuồng, nhưng mà cậu ra thích. Long ra cũng ủng hộ ngươi, chi, sắc chưa hừ hừ xem như tỏ thái độ, đi, chúng ta nói với lão gia tử một chút, lăng hàn đi tìm cửu sơn thánh nhân, biểu thị hắn muốn đi học viện tổ vương. Đi, cửu sơn thánh nhân lập tức gật đầu, hắn cũng cho rằng lăng hàn lựa chọn như thế là thích hợp nhất. Chỉ cần một ngày không lộ ra ngoài đế binh trong tay của hắn chính là hàng giả, như vậy lăng hàn có thể an toàn, đế tộc cũng sợ ném chuột vỡ bình, một khi thánh nhân nắm giữ đế binh khởi sướng công kích, cái khi đó sẽ tạo thành phá hư mang tính hủy diệt. Đám người lăng hàn quyết định lập tức xuất phát, lần này có thêm người đi, chẳng những có trà sữa tam huynh đệ, còn có sắc chư, nữ hoàng, hổ nữ, bảy hồ lụa hoa cũng đi. Được cửu sơn thánh nhân dẫn dắt, bọn họ chỉ mất thời gian mấy ngày là tới Thương Nguyệt Tinh. Học viện Tổ Vương nằm ở nơi này, Thương Nguyệt Tinh là một đại tinh, cách đây thật lâu đã từng sinh ra một vị thánh nhân, nhưng vị thánh nhân này lúc tuổi già gặp bất hạnh hắn đã nổi điên nên tự tay hủy diệt tông môn do hắn khai sáng từ đây võ đạo của thương nguyệt tinh lâm vào thời kỳ tàn lụi nhưng mà từ khi học viện tổ vương được thành lập ở chỗ này võ đạo của thương nguyệt tinh cũng nghênh đón đại thế đi đi ghi danh bọn họ đi tới học viện thời điểm đi tới cửa lại trợn mắt nhìn người báo danh dùng trăm vạn mà tính đều đến báo danh sao chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút đám người lăng hàn nhận được đáp án khẳng định học viện tổ vương đấy, hội tụ toàn bộ thiên tài mạnh nhất tinh không, tương lai đều là cường giả đỉnh cấp tranh đoạt đế vị, nếu có thể tiến vào học viện, không nói về sau có tư cách tranh đoạt đế vị hay không, chỉ cần trở thành đồng môn của nhiều đế tử đế nữ như vậy, bọn họ có thể khoe khoang cả đời. Hơn nữa, tân đế khẳng định sẽ sinh ra trong học viện tổ vương, khi đó càng có thể khoe khoang mình là sư huynh đệ, sư tỉ muội với tân đế, đây là vinh quang cỡ nào. Cho nên, mỗi người đều muốn đâm đầu vào nơi đây sắp bắt đầu kiểm tra cần phải vượt qua ba cửa ải tiểu thanh long đi tìm hiểu tin tức nó nhanh chóng quay trở lại bởi vì người nơi này quá nhiều hơn nữa từng ngày từng ngày nối liền nhau không dứt từ đó học viện tổ vương không chứa nổi dứt khoát bày ra khảo nghiệm rất khó trước tiên đào thải đại bộ phận người rồi nói sau còn lại nha những người này nhất định là thiên tài không ngại tìm chút thời giờ thẩm tra lai lịch nói không chừng sẽ có giá trị bồi dưỡng kiểm tra cái gì lang hàn hỏi ngược lại có chút chuyện chém chém giết giết tiểu thanh long tùy ý nói được rồi lăng hàn gật gật đầu cũng không đặt việc này vào trong lòng với thực lực của hắn không quản khảo nghiệm gì hắn cũng có thể dễ dàng vượt qua yên tĩnh một tên võ giả nhảy lên không trung ngươi là ai tại sao phải nghe ngươi có người khó chịu lập tức lên tiếng quát mắng hừ tên võ giả nhìn xuống phía dưới ánh mắt sáng ngời hắn tỏa ra khí tức đáng sợ đây là người cường giả giáo chủ Người vừa mới nói ra đã biến thành rùa đen rút đầu, không dám nói thêm lời nào nữa. Tất cả mọi người nghe đây, tên cường giả giáo chủ nói. Trúc cơ đứng ở chỗ này, chú đỉnh ở đây, sinh đan ở đây, chân ngã ở đây, hóa linh ở đây. Hắn chỉ vào từng vị trí, phân phối võ giả cảnh giới khác nhau nên đứng ở nơi nào. Nơi này cũng không có giáo chủ, trừ thế hệ hoàng kim ra, có thể trở thành giáo chủ đều là người có tuổi, thứ nhất không có tư cách xung kích đế vị, thứ hai, đều cao tuổi rồi, không biết xấu hổ tranh giành tài nguyên với người trẻ tuổi sao?" Tên cường giả giáo chủ nhìn chung quanh một vòng, hắn lạnh lùng nói: "Ta khuyên các ngươi một câu, tuyệt đối không nên đứng sai đội, nếu không bị điều tra ra, cũng không phải bị trục xuất đi đơn giản như vậy." Tất cả mọi người run rẩy, câu nói này còn đằng đằng sát khí. Lúc này có vài người lặng lẽ đi vào hàng khác, bọn họ nghĩ lừa dối, dùng cảnh giới cao đi tham dự tranh tài cảnh giới thấp, như thế bọn họ có thể nhẹ nhõm qua ải nhưng có cường giả giáo chủ ở đây ai còn dám muốn chết sao hiện tại trúc cơ đi đầu tiến vào cửa vị giáo chủ nói tay hắn điểm một cái một cửa đá xuất hiện nhưng nó đóng rất chặt lúc này đội ngũ trúc cơ bắt đầu chuyển động đi về hướng cửa đá đại nhân cửa đá đẩy không ra người đi đầu không thể đẩy cửa đá hắn nói với cường giả giáo chủ kia không thể đẩy cửa còn chưa cút tên cường giả giáo chủ lạnh lùng quát tháo người đầu tiên xám xịt rời đi thì ra đẩy cửa đá là khảo nghiệm đầu tiên. Người xếp vị trí thứ hai tiến lên, cũng bắt đầu đẩy cửa. Nhưng hắn đã thất bại, cũng xám xịt rời đi. Thất bại, thất bại, thất bại, cửa thứ nhất đã rất khó khăn, người có thể thông qua lác đác như lá mùa thu. Ngay cả như vậy, người nơi này quá nhiều, còn phải kiểm tra từng người như thế, hiệu suất quá thấp. Tên giáo chủ kia bất đắc dĩ, hắn phất tay lần nữa, một cánh cửa đá rơi xuống, có 5 cái tất cả. Mỗi một cánh cửa đối ứng với cảnh giới tương ứng, lần này sẽ có 5 người tiếp nhận kiểm tra cùng lúc, tốc độ cũng tăng lên thật nhanh. Phó đạo vĩnh viễn có hình kim tự tháp, người cảnh giới thấp nhiều nhất, người cảnh giới càng cao càng ít. Ở chỗ này cũng là như thế, người trúc cơ cảnh nhiều nhất, chú đỉnh sẽ ít hơn nhiều, đến chân ngã cảnh cũng chỉ có 1.000 người, hóa linh cảnh càng ít, chỉ khoảng trăm người. Dù sao, học viện Tổ Vương cũng thành lập nhiều năm, thiên tài chân chính tự nhiên đã sớm tiến vào học viện. Cút đi, cho ta tới. Trong đội ngũ đang xếp hàng thứ tự, có một người đột nhiên chen ngang, thái độ vô cùng phách lối. chương 4749, người chen ngang. Đó là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, thân mặc cẩm bào màu xanh, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Đối với chen ngang, đại đa số người khẳng định ôm thái độ khó chịu, bởi vậy, thật nhiều người đều là bất mãn kêu lên. Người cút về chỗ của mình, người là ai, không được quấy giày trật tự. Người trẻ tuổi áo xanh lộ ra ánh mắt cao ngạo, khinh thường nhìn mọi người, nói. Chỉ bằng ta là Trương Duy, Trương Duy, mọi người nhìn nhau, bọn họ không có ấn tượng gì với cái tên này, hiển nhiên không phải danh nhân, người phách lối như thế làm gì. Ca ta là Trương Gia, tùy tùng của Ngưu Đằng Phi Ngưu Đế Tử. Trương Duy nói lần nữa, hắn còn bổ sung lai lịch của mình. Hắn vừa dứt lời, không ít người lập tức ngậm miệng lại. Đế Tử, mặc kệ là thế hệ Hoàng Kim, thế hệ Bạch Ngân hay là Đế Tử đời thứ ba, chỉ cần là người liên quan tới Đế Tử thì chính là Thiên Chi Kiêu Tử, tương lai có khả năng rất lớn trở thành Thánh Nhân. Cho nên, cho dù Trương Duy chỉ là đệ đệ tùy tùng Nghiêu Đằng Phi đế tử, hắn vẫn trâu bò. Đây chính là đế tộc uy hiếp, cũng là biển chữ vàng của đế tử. Trương Duy nhìn thấy mọi người im lặng, trong mắt lộ ra thần sắc đắc ý, mặc kệ các người có hậu trường cỡ nào, có thể so sánh với đế tử sao. Cho nên, các người phải ngậm miệng trước mặt bản thiếu. Hắn nghênh ngang đi lên phía trước, hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ rất cao ngạo. Lam Hàn nháy mắt với đại hắc cầu, đại hắc cầu hiểu ý, Thời điểm Trương Duy đi tới thì nó duỗi chân ra, ba, Trương Duy không có đề phòng cho nên hắn ngã xuống. Nhưng mà chân ngã cảnh đều có thể vận dụng đạo tắc, đương nhiên sẽ không tùy tiện trượt chân, hắn đưa tay vỗ lên mặt đất một cái, muốn mượn lực bắn lên, nhưng lúc này có lực lượng to lớn đặt lên lưng của hắn, giống như có ngôi sao đè lên lưng, hắn không thể bật dậy được. Bang, hắn nặng nề ngã xuống đất, mặt mũi đầy cho bụi. Phốc, ha ha ha, mọi người thấy thế đều cười ha hả bọn họ kiêng kỵ bối cảnh của trương duy cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện không có ngăn cản hắn chen ngang cũng không đại biểu mọi người sẽ không cười nhạo hắn trương duy đột nhiên ngã xuống hắn bỏ dậy cực nhanh lúc này hắn nhìn sang đám người lăng hàn hắn không nhìn thấy đại hắc cầu ngáng chân bởi vì người này ở gần hắn nhất cho nên có tám thành khả năng là hắn làm phải ngươi hay không trương duy đưa tay chỉ vào lăng hàn gương mặt của hắn đầy dữ tợn nhưng hắn vừa tự báo lai lịch hắn có ca ca ôm đùi đế tử hiện tại có người dám chọc hắn hắn làm sao chịu nổi Lăng hàn lắc đầu ta chán ghét bị người ta chỉ vào chán ghét a à, chờ thời điểm ta dẫm người dưới chân người sẽ càng chán ghét hơn trương duy lạnh lùng nói ba hắn lập tức ăn một gước dám uy hiếp phụ thân chúng ta đánh đánh cho mụ mụ của hắn cũng không nhận ra đám tiểu hoa nhi lao tới ra tay đánh trương duy tu vi tiến cảnh của các nàng thật không thể tưởng tượng nổi căn bản không cần tài nguyên tu luyện gì các nàng vẫn tăng tu vi nhanh như bay hiện tại đã là chân ngã cảnh cho nên mới có thể xếp hàng chung với lăng hàn mà nữ hoàng cùng hổ nữ chỉ có thể đi đội ngũ sinh đan cảnh trương duy vẫn có chút thực lực bằng không hắn khó ôm bắp đùi hắn cũng không dám có lòng tin như thế dù sao không thể đẩy cửa đá thì hắn cũng là người mất mặt hắn một đấu một chưa hẳn là đối thủ của một tiểu oa nhi huống chi là bảy đánh một cho nên hắn không có lực chống cự cho nên hắn chỉ có thể bị đánh đập tàn nhẫn không qua bao nhiêu chiêu hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, thoi thóp. Bảy tiểu hoa nhi vỗ vỗ tay, bọn họ cười hì hì. Phụ thân, chúng ta làm tốt không? Đại hoa còn tranh công với lăng hàn. Lăng hàn cười ha ha một tiếng. Xinh đẹp, bảy tiểu hoa nhi mặt mày hớn hở, các nàng rất vui mừng. Mọi người nhìn thấy đều nhe răng, đoàn người này cũng quá bạo lực, dám đánh người trước cửa học viện, hơn nữa còn đánh người có quan hệ với đế tử. Ăn tim hùng gan báo hay sao? Nhưng mà, vị giáo chủ học viện kia nhìn thấy rõ ràng nhưng không ngăn cản. Lúc này, người phía trước hoặc thành công hoặc là đào thải, cuối cùng đến phiên đám người lăng hàn. Cầu ra tới trước, đại hắc cầu đi lên, dùng sức đẩy, cửa đá bị mở ra, nó tiến vào trong và cánh cửa khép kín, không có khả năng cho người ta chui vào chỗ trống. Sau đó là tiểu thanh long, sau đó là bảy tiểu hoa nhi, tất cả qua cửa quá dễ dàng. Lăng hàn đi cuối cùng, hắn đi lên phía trước và ấn một cái, một cỗ lực lượng lập tức bắn ngược trở về, hắn hơi tăng lực và cánh cửa bị đẩy ra sau khi tiến vào cánh cửa sẽ thấy thế giới khác nhưng nơi này rất nhỏ phía trước có một người ngồi xếp bằng tiếp ta một chiêu là có thể qua ải người này nói lang hàn sử dụng thần thức dò xét hắn có nắm chắc đây cũng không phải là người thật mà là cùng loại với khí linh tầm thường tồn tại do thiên địa đạo tắc ngưng tan thân thể bởi vậy liền ngũ quan đều là hoàn toàn mơ hồ chân ngẽ đệ ngũ hình người này nói xong sau đó hắn xuất kích đạo tắc như kiếm bắn nhanh về phía Lăng Hàn. Chân ngã đệ ngũ hình, Lăng Hàn kinh ngạc, nhưng hắn là đệ thập hình, xưa nay chưa từng có, có lẽ sau này cũng không có ai. a à, dù sao không có ai có thể dò xét, cho nên đối phương chỉ có thể nhìn ra Lăng Hàn đột phá đệ tứ hình đỉnh phong, nhưng cụ thể đột phá mấy lần thì không thấy rõ ràng. Nói cách khác, mặc kệ là đệ ngũ hình hay vẫn là đệ lục hình, đệ thất hình, cho nên khí linh sẽ đối xử như nhau. Uy lực một kích này tương đương đệ ngũ hình đỉnh phong. Nói cách khác, đệ ngũ hình rất khó tiếp được, nhưng nếu là đệ lục hình thì dễ dàng. Dù sao, học viện tổ vương muốn tuyển chọn chính là thiên tài tương lai có thể trở thành tôn giả thậm chí thánh nhân, mới có thể hình thành cục diện thịnh thế ngàn vạn thiên kiêu cạnh tranh đế vị. Điểm cuối cùng chỉ có thể là hóa linh cảnh thậm chí là giáo chủ. Nào có tâm tư bồi dưỡng những kẻ này, làm thế là lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Thời điểm hắn nghĩ như thế, công kích đã đánh tới trước mặt. Lăng Hàn không có xuất thủ ngăn cản, màn sáng tinh thần tạo ra bành một kích này không thể phá được một khe nhỏ trên màn sáng tinh thần kẹt ở địa phương nhỏ này xuất hiện cánh cửa từ đó đại biểu lăng hàn có thể rời đi hắn tiến vào chỉ thấy nơi này vẫn có một người đang ngồi đánh bại ta là qua ải người này nói nó cũng là đạo tắc tạo thành căn bản không phải người thật như vậy không cần khách khí lăng hàn xông lên đánh đối phương răng rơi đầy đất quả nhiên cánh cửa đá lại mở ra ba cửa ải đã qua Việc này không có nghĩa hắn đã vào học viện Tổ Vương, mà là thu được tư cách kiểm tra vòng thứ hai. Đi ra khỏi cửa đá, Lăng Hàn phát hiện mình đi vào bên trong học viện Tổ Vương, cửa đá kia có tác dụng truyền tống, mặc dù khoảng cách truyền tống ngắn đến đáng thương. Nữ hoàng, đại hắc cẩu đã qua ải, hắn đi tới đây chờ bọn họ. Vòng thứ hai, phỏng vấn, sau khi thông qua thì có thể trở thành một thành viên trong học viện Tổ Vương. Có người từ Tốn nói, đó là một tên cường giả giáo chủ chương 4750, bình thường như thế. Không hổ là học viện Tổ Vương, khắp nơi đều có cường giả giáo chủ tọa trấn. Tại sao là giáo chủ? Đó là nhân vật có thể khai tông lập phái, cho dù đi tới nơi nào cũng được tôn kính như thượng khách. Nhưng ở nơi này, giáo chủ biến thành chân chạy cũng không hiếm thấy. Người có thể vượt qua ba cửa ải đã ít lại càng ít. Phía trước là một cái sân, thời điểm mọi người đi tới đã thấy có một đám người ủ rủ đi ra. Ta chính là đệ ngũ hình kết quả vẫn bị đào thải. Ai, ta cũng thu ra thất đỉnh nhưng không hợp cách. Đúng thế, bằng vào tư chất của chúng ta đủ là đạo tử của đại giáo, tại sao không thể qua ải? Nơi này cần tư chất biến thái cỡ nào? Những người này vừa đi vừa nhổ nước bọt, mặt mũi không phục và không cam lòng. Nghe thấy bọn họ nói, sắc mặt đám người mới tới biến hóa, dựa vào tư chất đệ ngũ hình, thất đỉnh cũng bị đá ra khỏi cửa. Kẻ kế tiếp, có một tên đạo đồng trông cửa nói với đám người lăng hàn tranh thủ thời gian không nên lề mà lề mề tất cả mọi người hơi khiếp đảm không dám trước lên đầu tiên cẩu ra tới đại hắc cẩu đi tới đầu tiên một lúc sau đạo đồng kinh ngạc hắn nói với đám người bên ngoài kẻ kế tiếp a à, người không con chó kia chưa đi ra nói rõ qua ải rồi tất cả mọi người đỏ mặt chẳng lẽ bọn họ còn thua cả con chó ta đến lúc này có người đi vào nhưng qua vài giây hắn xám xịt rời đi hiển nhiên hắn không thành công kẻ kế tiếp, đạo đồng mặt không biểu tình, hắn lại kêu lên, lần này không có người chen lấn, chúng ta đi, bảy tiểu hoa nhi nhao nhao đứng dậy, tình huống như thế nào, đạo đồng cũng ngây người, bảy tiểu hoa nhi đồng thời thông qua ba cửa. a à, hắn hiểu ra, các nàng nhất định cố ý áp chế thân thể trưởng thành, nếu không, nhìn dáng vẻ 4 năm tuổi của các nàng làm sao có thể tu hành tới cảnh giới hiện tại. Từng người vào, hắn vội vàng nói, ai, thật sự là tùy hứng, đại hoa giang tay ra, được rồi, cứ nghe hắn, đám đám tiểu nhi xếp hàng, do đại hoa đi vào đầu tiên. Chỉ là một hồi, đạo đồng lại kinh ngạc nói với nhị hoa. Kẻ kế tiếp, a à, qua ải rồi, mọi người đều nghe răng, vừa rồi là con chó, hiện tại một tiểu hoa nhi qua cửa, bọn họ không thành công. Rất nhanh, bảy tiểu hoa nhi đều qua ải, kẻ kế tiếp, đạo đồng tiếp tục nói, lần này có người đi vào, hắn vọt vào trong sân, kết quả không đến 3 giây đồng hồ đã chạy ra. Thất bại, khốn kiếp, Suốt cuộc chuyện này là như thế nào, chó cùng tiểu oa nhi có thể qua cửa những thiên tài như bọn họ lại không được. Xem long ra các ngươi, tiểu thanh long nghênh ngang đi lên, mọi người càng buồn bực, hiện tại cả thần lần cũng chào phúng bọn họ. Càng làm cho bọn họ buồn bực là, đạo đồng nhanh chóng hô lên kẻ kế tiếp, hiển nhiên tiểu thanh long không bị đuổi ra ngoài, hắn đã qua ải. Lăng hàn cười một tiếng, hắn cất bước tiến lên, tất cả mọi người lắc đầu, xem ra chỉ có quái thai mới qua cửa, người quá bình thường hiển nhiên không qua ải. Lăng Hàn tiến vào sân nhỏ, chỉ thấy có một lão giả đang uống trà, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, đầu tiên là hứng hờ, sau đó hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái. Lăng Hàn, nha, tiền bối nhận ra tại hạ, Lăng Hàn cười nói, kẻ này chính là cường giả giáo chủ, nếu không cũng khó chân áp đám thiên tài bên ngoài, hắn nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn, trong ánh mắt có sát ý. Lăng Hàn biết rõ hắn là đế tộc nào đó, cho nên trời sinh không ưa hắn. Tên giáo chủ này tên là Bách Lý Đông, tự nhiên là người của Bách Lý Gia, có thể nói, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn thì hắn muốn phát tay đánh chết đối phương. Nhưng không được, phía sau Lăng Hàn còn có một vị thánh nhân tay cầm đế binh, giết Lăng Hàn sẽ dẫn đại họa cho Bách Lý ra. Bách Lý đông giống như ăn con ruồi, hắn cảm thấy rất buồn nôn, nhưng lại không thể không nhịn quyết tâm, nói. Phóng thích chân ngã ra đi, đây là cửa ải cuối cùng, kiểm tra tư chất. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn thả hỷ diệt chân ngã ra. Các chân ngã khác đều là chín màu, quá chói mắt nói rõ cho người khác hắn tu ra đệ cửu hình. Như vậy chẳng khác gì dẫm vào mặt thế hệ hoàng kim, nói không chừng sẽ có một ít đế tộc bí quá hóa liều, không tiếc trả giá lớn đánh chết hắn, cho nên, hắn nên khiêm tốn một chút, chỉ cần tất cả mọi người tuân theo quy củ thì hắn không sợ. a à, Bách Lý Đông rất kinh hãi, không phải bởi vì chân ngã lang hàn quá trâu bò, mà là quá bình thường. Người ta chỉ cần tu tới đệ ngũ hình, chân ngã cũng tiến hóa thành lưu ly thai, ngọc thai, tử thai, đạt tới đệ thất hình, thậm chí sẽ xuất hiện chân ngã ba màu, bốn màu, năm màu. Ở hắn nghĩ lăng hàn yêu nghiệt như thế, chân ngã của hắn cũng phải năm màu. Tại sao hiện tại bình thường như thế? Cái này, hắn trầm ngâm, chẳng lẽ hắn bị phế đi sao? Theo lý tới nói, tư chất như vậy không có tư cách tiến vào học viện tổ vương, hắn đại khái có thể bảo lăng hàn rời đi, chỉ cần nói ra chân tướng, không có người nào chỉ trích hắn công báo tư thù. Nhưng bỏ mặc lăng hàn ra bên ngoài, có trời mới biết hắn sẽ có tạo hóa gì, vạn nhất hắn mạnh lên thì sao? Không bằng lưu hắn trong học viện, chân ngã yếu như thế, dù cho bước vào hóa linh cũng chỉ là rác rưởi, không đáng để lo. Đúng, cứ như vậy, chỉ cần cột hắn trong học viện, hắn không thể tạo ra bọt nước gì, đời này xem như xong. Hơn nữa, Lăng Hàn ở đây, tương đương với hắn nắm nhược điểm của Cửu Sơn Thánh nhân, tin tưởng Cửu Sơn Thánh nhân sẽ ra sức đối kháng âm hồn. Không sai, chú ý này rất khéo. Được, người qua ải Bách Lý Đông thản nhiên nói, phất phất tay, từ hậu viện rời đi, tự nhiên sẽ có người dẫn người làm thủ tục. Hắn làm việc thiên tư, nhưng không quan trọng, bởi vì Lăng Hàn yêu nhiệt thiên hạ đều biết, cứ nhìn vào việc này, hắn thả Lăng Hàn qua ải cũng hợp tình lý đúng hay không. Lăng Hàn mỉm cười, hắn nhanh chân đi ra sân nhỏ. Quả nhiên, nơi này có thật nhiều gã sai vặt, sau khi thấy hắn đi ra liền nói. Đại nhân, ta dẫn người đi làm thủ tục, Lăng Hàn đi theo hắn làm thủ tục nhập viện kỳ thật chỉ đăng ký thân phận và tu vi lang hàn nghĩ nghĩ hắn ghi tu vi là chân ngã đệ thất hình phù hợp với thân phận yêu nhiệt của hắn nhưng cũng không đến mức làm đế tộc điên cuồng không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn đám người nữ hoàng đại hắc cầu đứng ở trước mặt của hắn đám người hội hợp và rời đi mỗi người đều có biệt viện nhỏ còn có thể căn cứ ưa thích mà lựa chọn tôi tớ xử lý một chút việc vặt lang hàn không muốn trên người hắn có quá nhiều bí mật cũng không muốn bên cạnh có tai mắt của đế tộc gian xếp không bao lâu đã có người tới tìm phiền toái Trương Duy dẫn đội Trương 4751 căm phẫn rời đi K, chính là hắn Trương Duy thăm dò chung quanh Hắn chóng phát hiện ra Lăng Hàn Lập tức đưa tay chỉ vào đối phương A, à, hắn tiến vào nhanh như vậy Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái Trương Duy trước đó bị đánh nằm xuống đất Cho dù tư chất của hắn qua ải Cũng không thể tìm được hắn nhanh như thế Trừ phi, hắn không có đi kiểm tra Mà là trực tiếp chạy đi tìm người Ca, ca của hắn là Trương Gia, chính là tùy tùng một tên đế tử. Lăng Hàn nhìn sang, bên cạnh Trương Duy còn có ba người, một người trong đó có phần giống Trương Duy, nhìn hắn lớn tuổi hơn một chút. Vậy đại khái chính là Trương Gia, quả nhiên, người kia xảy bước đi tới, hắn đi tới trước mặt Lăng Hàn mới ngừng lại. Nhưng mà, hắn không có xuất thủ, hắn chỉ cười nói. Vị sư đệ này, xưng hô như thế nào? Lăng Hàn lắc đầu, người còn chưa có tư cách gọi ta là sư đệ. Trương gia giận dữ, hắn không có tư cách bản thân hắn chính là thiên tài nếu không cũng không có khả năng bị học viện tổ vương thu nhận hơn nữa hắn hiện tại ôm đùi một tên đế tử dù rất nhiều người có thiên phú địa vị cao hơn hắn cũng phải khách khách khí khí ta chỉ tiên lễ hậu binh người dám không cho ta mặt mũi ha ha đúng là ngông cuồng hai tên trẻ tuổi khác cười lạnh trương huynh không cần khách khí với loại người này trực tiếp đánh phục là được trương gia gật gật đầu chỉ vào cái mũi lang hàn và nói cho thể diện mà không cần, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự ăn ác quả." Lăng Hàn cười ha ha, "Có một điểm ngươi rất giống đệ đệ của mình, đều thích dùng tay chỉ người khác, mà ta cực kỳ chán ghét như thế." "Thì tính sao?" Trương Gia ngạo nghễ nói. Ba, Lăng Hàn xuất thủ, hắn tát Trương Gia nằm trên mặt đất. Lần này thế giới thanh tĩnh, Trương Gia bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Ngoá, hai người trẻ tuổi khác trợn mắt, tình huống như thế nào, đây chính là Trương Gia đấy. Ba người bọn họ đều là tùy tùng của Ngưu Đằng Phi, tu vi cùng thực lực đều tương đương nhau, cho nên, trương gia bị một tát đánh gục, bọn họ có đi lên cũng chỉ bị đánh mà thôi. Cốt, Lăng Hàn thản nhiên nói, hắn lười quan tâm đám tiểu lâu la như thế, đi, hai tên tùy tùng khác vội vàng xoay người rời đi, mà Trương Duy mang theo trương gia xám xịt chạy khỏi nơi này. Có rất nhiều người nhìn thấy và hưng phấn nói với nhau. T, người mới tới thật châu bò nha, dám đánh người của đế tử. Ha ha, hiện tại có thể ngông cuồng, chờ sau đó nghiêu đế tử đến, hắn sẽ cúi đầu xin lỗi. Đó là các người suy đoán, các người biết hắn là ai không? Ai vậy? Lăng Hàn, sát thủ đế tử. Cái gì? Lăng Hàn nổi danh như vậy, khẳng định có người nhận ra hắn, chờ sau khi nói ra thân phận của hắn, có rất nhiều người khiếp sợ. Người nào không biết danh tiếng Lăng Hàn, nghe nói, mấy tên đế tử đã chết trong tay hắn, trước đó còn dẫn tới năm đế tộc liên thủ đi cửu dương thánh địa đòi người, không nghĩ tới cửu sơn thành thánh, trong tay cầm đế binh, trực tiếp dọa năm đế tộc lui trở về. Nhưng mà, thời gian 10 năm qua không nghe tin tức của Lăng Hàn, vốn có người cho rằng hắn kiêng kỵ đế tộc nên mai danh ẩn tích, không nghĩ tới bây giờ lại xông ra, trực tiếp đối đầu với đế tộc. Sát thủ đế tử, danh bất hư truyền, truyền chuyên trọc đế tử. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ xem náo nhiệt, một lúc sau, đám người trương duy, trương gia lại tới, mà lần này còn có một người trẻ tuổi khí vũ bất phàm, toàn thân tỏa ra ánh sáng ấm áp xuất hiện. Đế tử, như đằng Phi vị đế tử này nhìn lên người lăng Hàn hắn hiểu ra và nói ta nói là ai to gan lớn mật như thế cũng không bán mặt mũi cho ta thì ra là lăng Hàn cái gì đám người Trương Duy nghe xong lại căng thẳng đương nhiên bọn họ nghe qua đại danh của Lăng Hàn đó là người coi trời bằng Vung nghe nói đế tử cũng bị hắn giết qua có hắn có thể sống yên lành tới bây giờ cũng là một loại bản lãnh hiện tại bọn họ sinh ra xung đột với đại ma Vương như thế không phải đang tìm cái chết sao tiểu tử nói chuyện âm dương quái khí như thế, có dám đánh một trận. Đại hắc cầu lập tức nhảy ra, như Đằng Phi giận dữ, hắn cho rằng chỉ có cửu sơn thánh nhân đứng sau lưng Lăng Hàn, Lăng Hàn vậy cũng miễn cưỡng có thể tính là đế tử, nắm giữ tư cách ngang hàng với hắn, một con chó dám nhảy nhót trước mặt hắn sao. Lăng Hàn, quản tốt xúc vật bên cạnh ngươi đi, hắn nói, Lăng Hàn cười nói, tiến vào học viện, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi không xem người khác là đồng môn, ta có nên tìm lãnh đạo học viện phản ứng một chút hay không? Còn em ngươi, như đằng phi hít sâu vài lần, hắn áp chế lửa giận trong lòng. Hắn là đế tử đời thứ ba, mà ai cũng biết, Lăng Hàn đã sớm có thể đánh bại tất cả đế tử đời thứ ba, chỉ có thế hệ Bạch Ngân mới có thể đối kháng với hắn. Cho nên, hắn hiện tại cưỡng ép dùng sức mạnh chỉ tự rước lấy nhục. Học viện tổ vương không trừng phạt học viên tranh tài, chỉ cần đừng đánh tàn hoặc là náo ra mạng người là được, cho nên, hắn chủ động khiêu khích còn bị đánh tơi bời, hắn cũng chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Tốt, 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 Nghiêu Đằng Phi oán hận nói. Nếu ngươi đã tới thì cứ hưởng thụ đi. Hắn đánh không lại Lăng Hàn, nhưng không phải có thế hệ Bạch Ngân sao, thế hệ Bạch Ngân chơi không lại, còn có thế hệ Hoàng Kim. Bởi vì hắn xuất thân đế tộc, cho nên hắn biết điểm khủng bố của thế hệ Hoàng Kim, đó là nghiền ép làm người ta tuyệt vọng. Lăng Hàn đã là công địch của đế tộc, cho nên, chỉ cần biết rằng Lăng Hàn tới, tin tưởng sẽ có rất nhiều đế tử đế nữ cường đại xuất thủ, hung hăng giáo huấn cuồng đồ này. Nghiêu đằng phi khí thế hùng hổ mà đến, lại xám xịt mà chạy, đám người xem náo nhiệt cảm thấy thất vọng. Đúng vậy, chờ mong lâu như thế nhưng không đánh nhau. Đây chỉ là việc nhỏ xem vào, học viên xem như bình an vô sự. Lăng Hàn hiểu rõ, học viện tổ vương có quy tắc rất đặc biệt. Bình thường, người không hiểu gì về võ đạo hoàn toàn có thể đi thỉnh giáo đạo sư trong học viện, giáo chủ trả lời không được, tôn giả sẽ trả lời, nếu là giả cũng trả lời không được, thánh nhân sẽ trả lời. Nhưng tài nguyên tu luyện phải do bản thân tranh đoạt, cách mỗi một tháng, Học viện sẽ cử hành luận võ quyết ra 10 hạng đầu trong mỗi một cảnh giới, chỉ có 10 người đứng đầu mới thu được tài nguyên, hơn nữa là lượng lớn. Học viện Tổ Vương cũng không phải nơi từ thiện trợ giúp mọi người cùng nhau trưởng thành, sai, nơi này là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Bởi vì nơi này muốn bồi dưỡng là Tổ Vương tương lai, nếu không trở thành người cạnh tranh đé vị, không có thiên phú và thực lực, người có giá trị bồi dưỡng gì chứ? Cho nên, mỗi người nơi này đều đang liều mạng khổ tu. Mỗi cái cảnh giới chỉ có 10 người đạt được tài nguyên, ý vị sẽ có rất nhiều đế tử trắng tay, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Lang Hàn rất chờ mong, lần tranh tài tiếp theo sẽ bắt đầu khi nào. chương 4752, Đinh Thụ tới. Không qua mấy ngày, học viện Tổ Vương lại nghênh đón một yêu nghiệt. Đinh Thụ, hắn một tiếng hót lên làm kinh người, nắm giữ chân ngã tám màu, dọa một đống người sợ hãi, một tên thánh nhân tỏa trấn học viện cũng bị kinh động, tự mình khảo nghiệm một chút, lúc này lại muốn thu đinh thụ làm đồ đệ. Làm cho người ta chấn kinh chính là đinh thụ cực tuyệt. Lăng Hàn biết rõ, đinh thụ vẫn giấu nghề, gia hỏa này chính là chân ngã đệ cửu hình, nên nắm giữ chân ngã chín màu, nếu hắn thể hiện ra chín màu, có lẽ không phải là thánh nhân thưởng thức hắn, mà là đế tộc chọn dùng các biện pháp xử lý hắn. Cho nên, đinh thụ còn không có đạt tới đệ cửu hình đỉnh phong, chỉ cần lộ ra những chân ngã chưa đạt tới đệ cửu hình, tự nhiên là có thể lừa dối qua ải hắn khác với lăng hàn, lăng hàn để lộ ra đệ thập hình nhưng hiệu quả lại giống nhau, đó chính là thích hợp dấu rốt. Nhưng mà, hình thái tư liệu chân ngã của lăng hàn lại bại lộ. Hiện tại người trong học viện đều biết rõ, mặc dù lăng hàn tu ra đệ thất hình, chân ngã của hắn lại bình thường không gì sánh được. Việc này cũng kinh động vài đại lộ, cố ý gọi lăng hàn tới tiến hành kiểm tra lại, kết quả xác nhận đồn đại. Tin tức truyền ra, học viện bỗng nhiên sôi trào. Lần này cũng không phải chấn kinh vì thiên phú của Lăng Hàn cao, mà là quá yếu. Lập tức, có thật nhiều học viên liên thủ thượng thư, yêu cầu đá lăng hàn ra khỏi học viện. Có dạng người này trong học viện, đây không phải đang bôi đen học viện hay sao? a à, tương lai xuất hiện một tổ vương, nói mình đã từng ở chung với kẻ yếu như vậy, không phải là vết như cả đời sao? Các đại lão thương lượng với nhau, quyết định cho Lăng Hàn một cơ hội. Trong lần tỉ thí tiếp theo, nếu như Lăng Hàn có thể xông vào 20 người đứng đầu, hắn có thể tiếp tục ở lại học viện, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Yêu cầu này không tính quá cao, dù sao không có đòi hỏi Lăng Hàn tiến vào trước 10, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, trước 20 đấy, dựa vào chân Nga bình thường. Tin tức truyền khắp học viện, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, Lăng Hàn là gia hỏa quật khởi mạnh mẽ có thể tiếp tục trình diễn kỳ thích hay không, vẫn là bị đuổi ra khỏi cửa, xám xịt xéo đi. Đinh Thụ đi tới tìm Lăng Hàn, uy, người dùng biện pháp gì có thể làm chân ngã biến thành phàm thai. Hắn vô cùng hiếu kỳ người khác không biết chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng hay sao lăng hàn đã tu ra đệ cửu hình cũng là yêu nghiệt giống như hắn cho nên lăng hàn làm sao có thể biến thành phế vật lăng hàn mỉm cười vốn chính là như thế có phải ngươi suy nghĩ nhiều hay không đinh thụ lườm hắn có phải ngươi đang chuẩn bị hãm hại ai không lăng hàn giang tay ra cách làm người của ta rất khiêm tốn ha ha đinh thụ ngoài cười nhưng trong lòng không cười hiển nhiên hắn không tin không nói ta, không phải ngươi cũng cố ý hiển lộ chân ngã tám màu sao. Lang Hàn cười nói, thế nào, có muốn ta lấy lại chính danh thay ngươi, ngươi đã tù thành đệ cửu hình. Đinh Thụ không nói, hắn nhìn Lang Hàn, lần tỉ thí tiếp theo sẽ diễn ra vào năm ngày sau, ngươi sẽ không thực sự chỉ muốn lăn lộn tới 20 vị trí đầu đấy chứ. Ha ha, ngươi muốn đọ sức với ta sao? Lang Hàn cười nói, vậy ngươi nên kiềm chế một chút, còn chưa có đụng tới ta đã bị đào thải. Đinh Thụ đứng dậy rời đi được lắm, người cũng không nên thua kém, nơi này nói không chừng có cao thủ. Lang Hàn cười cười, Đinh Thụ chỉ cười ha ha, hắn cũng không nói lời nào, dường như khinh thường đáp lại. Tại nơi của Ngưu Đằng Phi, cái gì, chân ngã của tên kia đúng là phàm thai. Ngưu Đằng Phi lập tức đứng lên, gương mặt hắn đầy hận ý. Đệ thất hình, hắn lại thu ra phàm thai, hắn sừng sốt một chút, sau đó cười ha hả, hắn là đế tử, hắn muốn tư liệu của Lăng Hàn không khó. Thật sự đã bị hắn hù dọa, như Đằng Phi rừng cười to, người có tên, cây có bóng, trước đó Lăng Hàn biểu hiện quá nghịch thiên, đánh cho đế tử đời thứ ba mất hết mặt mũi, hắn cũng không dám trêu chọc. Hiện tại ta cũng là đệ thất hình, hắn bóp bóp nắm tay, không giống Lăng Hàn, không đi ra ngoài thám hiểm sẽ không có khả năng thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhưng hắn là đế tử, hắn có nhiều tài nguyên tu luyện, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Cho nên, hắn đã bước vào đệ thất hình, đuổi sát thế hệ Bạch Ngân. Đế tử, có phải ngươi muốn đi tìm tên kia giáo huấn hắn hay không? Trương gia hỏi, hắn vẫn còn ghi hận lăng hàn trong lòng. Nghiêu đằng phi trầm ngâm một lúc, hắn lắc đầu, tiểu tử kia là trận đạo tông sư, nắm giữ tinh bộ. Cho nên, hắn đánh không lại còn có thể chạy, trước đó không phải không có thế hệ bạch ngân giao thủ với hắn, tất cả đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà, thời điểm học viện tỉ thí chỉ có thể diễn ra trong khu vực cố định, gia hỏa này có tinh bộ cũng không thể phát huy. Ha ha, đến lúc đó, hắn sẽ bị đòn. Hắn như đã tính trước kỹ càng, ta sẽ vận dụng quan hệ làm tên kia phải đứng ra chiến đấu với ta, ta sẽ đánh bại hắn trước mặt mọi người để trọng trấn uy danh đế tộc. Hắc hắc, đế tử cao minh, trương gia lập tức vỗ mông ngựa, hai người khác đi vào, nói, Lăng Hàn lúc trước làm càn, đắc tội nhiều đế tộc như vậy, nếu do đế tử ngài đánh bại Lăng Hàn, như vậy đế tử của tử vi đế tộc, huyền phong đế tộc cũng thiếu nhân tình của ngài. Kể từ đó, danh tiếng đế tử thậm chí có thể vượt qua thế hệ hoàng kim. Trước đó tất cả mọi người nói với nhau, chỉ có thế hệ Hoàng Kim mới có thể áp chế Lăng Hàn, nếu như Nghiêu Đằng Phi có thể làm được, tư chất của hắn có thể đặt song song với thế hệ Hoàng Kim. Nghiêu Đằng Phi cao ngạo, hắn nhất định phải làm anh hùng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày sau đó, học viên chúc cơ cảnh giao đấu trước tiên. Lăng Hàn không có tiến hành chú ý, bởi vì người bên cạnh hắn có cảnh giới thấp nhất cũng là sinh đan cảnh, đi xem một đám tiểu đệ đệ, tiểu muội muội không quen biết đánh nhau có ý gì một ngày sau là học viên chú đỉnh cảnh giao đấu, một ngày sau đó là học viên sinh đan cảnh giao đấu. Có hai cái kiều thê tham dự, Lăng Hàn sẽ đi cổ động, hắn sớm tới sân thi đấu, nơi này đã được thánh nhân xuất thủ ra cố qua, đừng nói sinh đan cảnh đại chiến, cho dù giáo chủ chiến đấu cũng không tạo thành phá hư quá lớn. Nữ hoàng và hổ nữ có tư chất sánh ngang đế tử, nhưng cho dù hiện tại tu hành đế kinh, kiêm tu thể thuật, thế nhưng chỉ có thể so sánh với đế tử bình thường. Còn tốt, phần lớn đế tử đều đã bước vào chân ngã cảnh cho nên hai nữ phân biệt đứng thứ tư và thứ năm thành tích này không tính là kém thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện tranh tài kết thúc lăng hàn rời đi hắn đụng phải nghiêu đằng phi ngày mai ta sẽ đánh người tè ra quần tên đế tử này nói ra hắn cười nói rất cao ngạo lăng hàn cười ha ha hắn tin tưởng tên này đang thả đạn khói ta rửa mắt chờ xem hắn cười cười ngày mai hắn sẽ đánh đối phương tè ra quần chương 4753, giao đấu bắt đầu. Một ngày trôi qua, chân ngã cảnh giao đấu bắt đầu. Lần trước 20 người đứng đầu không tham dự thi tuyển, do những người khác đánh trước, quyết ra đại khái 2-30 người mới bắt đầu khiêu chiến, cũng khiêu chiến 20 người đứng đầu lần trước, thắng sẽ thay vào, bại mất đi tư cách. Cho nên, Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long đều tham gia thi tuyển. Có hơn 300 người, bởi vậy đại khái sẽ đánh 4 vòng, chỉ còn lại 2-30 người thì dừng. Sau khi rút thăm, đối thủ mỗi người đều được định ra. Đối thủ của Lăng Hàn chính là Nghiêu Đằng Phi. a à, đúng dịp như thế. Lăng Hàn kinh ngạc, đường đường đế tử lại không chen vào 20 người đứng đầu. Tận lực nhắm vào mình sao. Học viện Tổ Vương chính là nơi các đế tộc liên thủ thành lập, cho nên, Nghiêu Đằng Phi động tay chân làm hai người gặp nhau cũng không khó khăn gì. Nhưng mà gia hỏa này sắp nâng đá nện chân mình, thật sự xem mình là chân ngã phàm thai thì có thể tùy ý khi dễ. Lăng Hàn tươi cười, vậy thì đánh hắn thật sảng khoái. Đào thải vòng đầu tiên bắt đầu, bởi vì người tương đối nhiều, cho nên chia làm ba tổ, Lăng Hàn nhìn một chút, hắn ở tổ cuối cùng. Cứ chờ đi, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều là tổ thứ nhất, hai gia hỏa này nhanh chóng đánh bại đối thủ. Bọn họ không có tiến vào ám vân địa ngục, tu vi tiến cảnh không theo kịp Lăng Hàn, cho dù mỗi ngày gặm đan dược của Lăng Hàn và tài nguyên tu luyện của cửu dương thánh địa, tiến cảnh của bọn họ cũng không tính là chậm. Về sau, Lăng Hàn trở về đã phân nguyên đạo thạch cho bọn họ, từ đó tiến cảnh của bọn họ tăng nhiều. Cho nên, hai tên gia hỏa đều là chân ngã đệ ngũ hình, không thể so sánh với Lăng Hàn nhưng cũng là cường giả trong cùng cảnh giới. Nhưng nơi này thiên tài tụ tập, bọn họ trải qua vòng thứ nhất chưa hẳn trải qua đào thải vòng thứ hai, vòng thứ ba, dù sao, đệ ngũ hình còn quá thấp. Bảy tiểu hoa nhi lại không tham chiến, đầu tiên các nàng không cần tài nguyên tu luyện, thứ hai nơi này có quá nhiều cao thủ, Lăng Hàn sợ các nàng có sơ suất gì đó. Thời điểm tổ thứ hai bắt đầu, Đinh Thụ xuất chiến, cho thấy thực lực đáng sợ, một kích bại địch, phù hợp chiến lược đệ bát hình của hắn. Tổ thứ ba giao đấu mở ra, Lăng Hàn đi vào sân chiến đấu, mà Ngưu Đằng Phi cũng đã đi đến, hắn chắp tay sau lưng và khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Ngươi cố ý sao? Lăng Hàn hỏi, không sai, Ngưu Đằng Phi ngạo nghễ gật đầu, ngươi thật có lòng, Lăng Hàn cười nói, nhưng mà, ngươi không sợ nâng đá nện chân mình sao? Ha ha ha, Nghiêu Đằng Phi cười to, nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không có tiến vào 20 người đứng đầu thì thực lực rất yếu. Ngược lại, ta cũng đã là đệ thất hình, bởi vì trước đó có việc nên gần đây quay về học viện, không có tham dự mấy lần bài danh chiến lúc trước. a, à, thì ra là như thế. Lăng Hàn gật gật đầu. Vậy xem ra, lần này ngươi vẫn không tiến vào 20 người đứng đầu. Hừ, ngươi thật cuồng. Nghiêu Đằng Phi cười lạnh, tâm niệm vừa động, một cái chân ngã xuất hiện trên đỉnh đầu và tỏa ra ánh sáng năm màu. Thấy cảnh này, không ít người kinh hô lên, cho dù các đại lão trong học viện cũng gật đầu. Chân ngã năm màu, hắn sắp đuổi kịp thế hệ Bạch Ngân. Ân, hắn có thể đứng cuối trong thế hệ Bạch Ngân. Không nghĩ tới kẻ này đạt được cơ duyên nghịch thiên gì, lại có thể tu thành chân ngã năm màu. Nghe mọi người kinh hô, như đằng phi càng cao ngạo, hắn thật sự đạt được đại cơ duyên mới bước vào đệ thất hình, hơn nữa còn tạo thành chân ngã năm màu. Trời phù hộ hắn, hâm mộ không được, Lang Hàn bóp bóp nắm đấm phát ra âm thanh ba ba ba. Mặc dù còn hơi yếu, nhưng nhàn rỗi cũng nhàn dỗi, đánh ngươi một trận giãn gân cốt. Ngươi, như Đằng Phi trợn mắt, ngươi còn lớn lối như thế. Oanh, hắn giết tới và phát động tiên thuật, một con mãng Ngưu màu đen xuất hiện, ngừng tụ đạo tác và năng lượng tầng thứ cao va chạm với lăng hàn. Nhất là hai cái sừng châu tỏa ra hàn quang của tiên kim, lực phá hoại tuyệt đối khủng bố. Lăng hàn mỉm cười, hắn lập tức biến mất tại chỗ, chờ thời điểm xuất hiện lần nữa thì hắn đã ở sau lưng Ngưu Đằng Phi, sau đó hắn xuất quyền tấn công. Hắn không sử dụng bất cứ tiên thuật gì, hắn chỉ dung nhập lý giải võ đạo và hình thành con đường sơ bộ của mình. Tất cả mọi người cho rằng một quyền này thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa quy tắc huyền diệu nào đó. Bang, một quyền đánh như đằng phi không kịp chống đỡ trốn tránh, hắn thừa nhận một quyền và bị đánh nằm sấp trên mặt đất. Hắn vừa định quay người đứng lên, nhưng một bàn chân đạp vào đầu của hắn, chỉ cần hắn dám dùng lực dẫy ruộng sẽ dẫm nát thức hải của hắn. Nghiêu đằng phi không dám động, hắn đỏ mặt tới mang tai, hôm qua còn nói sẽ đánh lăng hàn tè ra quần, ai ngờ vừa mới đối mặt thì hắn đã bị đánh nằm dưới đất. Bộ pháp quỷ dị gì thế, có thể bỏ qua thần giác của hắn. Tinh bộ sao, không có khả năng, nơi này có trận pháp áp chế, không có biện pháp câu thông địa mạch, bằng không hắn sẽ tự dước lấy nhục nhã. Không phải chứ, một quyền đánh ngã, quá yếu. Có lẽ chân ngã năm màu của hắn là dựa vào thiên tài địa bảo hình thành, nếu không, chiến lực tuyệt đối không yếu như thế. Đúng vậy, ta thấy một quyền của lăng hàn hết sức bình thường tại sao hắn không có động tác chống cự lại ai đúng là cặn bã mọi người đều lắc đầu còn cái gì đệ thất hình chân ngã năm màu yếu ớt các đại lão cũng khó hiểu mặc dù bọn họ cảm thấy một quyền của lăng hàn có chút quỷ dị nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại hết sức bình thường thật sự là nghiêu đằng phi quá yếu nhưng thắng bại đã phân bọn họ tạm thời không quan tâm nhiều như thế cho chiến đấu lần sau kiểm nghiệm thực lực của lăng hàn chỉ chốc lát tổ giao đấu thứ ba kết thúc, sau khi giúp thăm lần nữa đã bắt đầu vòng thứ hai. Lần này vận khí lang hàn tương đối tốt, hắn gặp một tên chân ngã đệ lục hình, tự nhiên bị hắn ỉ vào tu vi cao đánh thắng. Vòng thứ ba, vòng thứ tư cũng giống như thế, dù sao có thể tu đến đệ thất hình đều nắm giữ tư cách tiến vào 30 người đứng đầu, chỉ cần không phải sớm cường cường gặp nhau, thông qua 4 vòng đào thải là không thành vấn đề. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long cũng thông qua vòng 4, nhưng giới hạn ở tu vi, bọn họ không có khả năng tiến thêm một bước, dù thế nào cũng phải tiến vào đệ lục hình đỉnh phong, thậm chí đệ thất hình mới có tư cách xung kích trước 20. Sau đó, bọn họ đứng ngoài xem kịch, hiện tại có 22 người thông qua vòng đào thải thứ tư, nắm giữ tư cách khiêu chiến 20 người đứng đầu, mỗi người đều có một cơ hội, thất bại sẽ chờ thêm một tháng nữa. Bắt đầu đi, một tên giáo chủ mở miệng nói. Chương 4754, chiến đứng đầu. Lăng Hàn cũng không có vội vã xuất thủ cao thủ nha, khẳng định không thể gấp gáp ra sân. 20 người đứng đầu đều đứng đó đầy cao ngạo, dựa theo bài danh cao thấp, chỉ cần đếm ngược là có thể biết được bài danh. Tên thứ nhất là Quan Hạ. Quan Hạ, đế tử huyền phong đế tộc, thế hệ Bạch Ngân, cũng là đường huynh của Quan Nguyên Minh, trong một đại tộc, quan hệ này vẫn tương đối gần. Lăng Hàn nghĩ tới lần trước bước vào chân Long Uyên, chân ngã cảnh trổ hết tài năng không phải thiên linh đế tộc Trình Khánh sao, tại sao lại là Quan Hạ ngồi ở vị trí chân ngã cảnh đệ nhất cao thủ. Hắn hỏi thăm đại hắc cẩu, mới biết được thì ra Trình Khánh đã bước vào hóa linh cảnh, cho nên hắn không thể tham dự chân ngã cảnh cạnh tranh. Nhưng mà, lúc trước Trình Khánh có thể hô phong hoán vũ trong chân ngã cảnh, đệ nhất cao thủ chân chính, nhưng sau khi bước vào hóa linh cảnh, bởi vì cảnh giới của hắn không cao, hơn nữa còn có chút thế hệ hoàng kim dừng lại ở cảnh giới này, tự nhiên hắn bị áp chế rất thảm, hắn không có tiến vào top 20. Thì ra là thế, Lăng Hàn gật đầu, tiểu hàn tử, người dự định khiêu chiến ai? đại Hắc cầu hỏi còn phải nói gì nữa sao lăng hàn cười một tiếng đại Hắc cầu đã hiểu lăng hàn sẽ đấu với kẻ đứng đầu Ngươi kiềm chế một chút đừng lộ ra bí mật ngươi là đệ thập hình đại Hắc cầu nhắc nhở nếu việc này truyền đi cho dù là vách quan tài của tổ vương cũng không ép được cả đám sẽ thi biến sống lại biết rõ lăng hàn gật đầu một kẻ không đáng tin cậy như thế lại nhắc nhở mình thật sự là không biết xấu hổ lần lượt có người khiêu chiến nhưng căn bản đều thất bại người thành công rất ít, hơn nữa chỉ đứng ở vị trí 18, 19, 20, bị người ta đánh xuống cũng có đánh trở về, thuộc về rằng có bình thường. Lang Hàn thấy đinh thụ đã ngo ngoe muốn động, hắn giành lên trước. a à, Lang Hàn muốn khiêu chiến, hắn chọn ai, mặc dù hắn là đệ thất hình, nhưng chân ngã quá yếu, hắn chỉ có thể xếp cuối cùng trong đệ thất hình. Cho nên, ta cho rằng hắn không khiêu chiến người vượt qua 15. Hắc hắc, có kẻ yếu hơn cả hắn đấy, ví dụ như Ngưu Đế Tử. Phốc, thật nhiều người đều bật cười, sau này Nghiêu Đằng Phi khẳng định sẽ trở thành trò cười, đánh nhau cùng cấp còn thua cả Phạm thai, hắn đã mất hết mặt mũi. Nghiêu Đằng Phi không rời đi, hắn không cam tâm, hắn muốn xem Lăng Hàn bị đánh bại, nghe lời đàm tiếu của mọi người, sắc mặt hắn đỏ bừng. Nhưng nơi này cơ bản đều là đế tử, không có ai địa vị thấp hơn hắn, hắn có tức giận thì như thế nào, người ta lại không sợ hắn, nếu không cũng không ở đây châm chọc hắn. Đều là Lăng Hàn, chỉ trách tên ác tặc này đôi mắt nghiêu đằng phi phun lửa, hận không thể xông lên chém giết Lăng Hàn. Hắn không cam lòng, thân là đế tử, hắn tự nhiên nắm giữ rất nhiều tuyệt học, hắn chưa kịp thi triển đã bị đánh ngã nên không cam lòng. Nhưng mà hắn cũng tò mò, Lăng Hàn sẽ chọn quả hồng mềm nào. Đúng lúc này, Đinh thụ cũng nhảy ra ngoài, ta khiêu chiến hắn, ta chọn hắn, trong cùng một thời gian, Lăng Hàn cùng Đinh thụ đưa tay chỉ vào quan hạ. Cái này, mọi người nghe rằng, đây chính là quan hạ đấy, thế hệ Bạch Ngân, chẳng những sớm liền tu đến đệ thất hình, thậm chí chân ngã là sáu máu. Nếu không phải hắn muốn xung kích đệ bát hình, khiêu chiến độ cao của thế hệ hoàng kim, kỳ thật hắn đã sớm tiến vào hóa linh cảnh. Đối thủ như vậy tránh còn không kịp, tại sao còn cướp khiêu chiến? Nhất là Lăng Hàn, hắn đang đeo nhiệm vụ, nếu hắn khiêu chiến thất bại, hắn vô duyên trước 20, sẽ bị học viện đuổi ra khỏi cửa. Dưới áp lực như thế, hắn còn dám khiêu chiến kẻ thứ nhất là quan hạ. Hắn to gan lớn mật cỡ nào? lăng hàn khiêu chiến trước một tên giáo chủ nói đinh thụ bất đắc dĩ hắn đành phải lui sang một bên nhưng như vậy cũng tốt nếu lăng hàn thắng hắn có thể đánh bại lăng hàn là được mà lăng hàn bại ha ha đó là chuyện không có khả năng đúng lúc hắn muốn đánh một trận thống khoái với lăng hàn quan hạ đi ra khinh thường nhìn lăng hàn hai người cũng không phải là lần đầu gặp mặt trước đó đã đánh một lần nhưng mà lần đó tu vi của quan hạ hơn xa lăng hàn Lăng Hàn chỉ có thể bằng vào tinh bộ mới có thể tránh thoát, nhưng không có thực lực đánh chính diện. Hiện tại, trải qua mười mấy năm, tu vi Lăng Hàn tăng trưởng, mà quan hạ cũng từ đệ lục hình bước vào đệ thất hình, kỳ thật tiến bộ cũng khá kinh người. Lần này, người không có chỗ trốn, quan hạ thản nhiên nói, thế hệ Bạch Ngân xuất thủ mà không chấn áp người tu vi thấp hơn mình, đây là sỉ nhục của hắn. Nhưng lần này hắn sẽ xóa sạch sỉ nhục lần trước, Lăng Hàn mỉm cười, vì sao ta phải trốn, ha ha, người nào đó đã quên bị truy sát chạy khắp nơi rồi. Quan hạ khinh thường nói, Lăng Hàn lắc đầu, lúc kia ta là chân ngã đệ tam hình, ngươi là đệ lục hình, muốn ta đối kháng chính diện với ngươi, đó mới là chuyện ngu xuẩn không gì sánh bằng. Quan hạ không còn gì để nói, đúng thế, tranh lệch cảnh giới quá lớn, Lăng Hàn không địch lại rất bình thường. Ngược lại, kém ba tiểu cảnh giới, Lăng Hàn vẫn có thể thoát khỏi tay của thế hệ Bạch Ngân, đây mới là chuyện khó tin. Hắn lập tức thu thập tâm tình, thản nhiên nói ta hiểu được, người bị trận chiến kia kích thích, cho nên đi con đường bằng môn tả đạo gia tăng cảnh giới, nhưng phẩm chất chân ngã nha, ha ha. Không cần nói thì mọi người cũng biết, lăng hàn đệ thất hình chính là phàm thai. Con đường tu vi, cần đi từng bước một, con đường tốt thành sẽ trả giá lớn. Sự thật cũng đúng như thế, lăng hàn bỏ ra một cái giá lớn, không chỉ phẩm chất chân ngã hạ xuống, cũng tổn thương căn cơ sinh mệnh, kém chút đã xảy ra vấn đề lớn. Quan hạ suy luận hợp tình hợp lý, tất cả mọi người gật đầu, khó trách Lăng Hàn tu ra đệ thất hình yếu như vậy, thì ra là đạo lý này. Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi tới chiến đấu hay tới giải thích, bại ngươi, quan hạ lắc đầu, nói, chỉ là việc mấy chiêu, tốt, ta rửa mắt chờ. Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, vô chi, quan hạ cười lạnh một tiếng, hắn duỗi ngón tay điểm về phía Lăng Hàn, lúc này ánh sao bay đầy trời. Oanh, mỗi một đạo ánh sao to như nắm đấm, có một ít ẩn hiện như mưa rơi, tất cả đều bay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, hắn không sợ. Việc này là đương nhiên, hắn đã là đệ thập hình, cho dù chân ngã cảnh nơi này cùng tiến lên, hắn cũng có thể một tay chân áp. Nếu như có người biết hắn hắn có thể chân áp hóa linh nhị biến, như vậy ý nghĩa sẽ khác biệt. Bang, 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 ánh sao rơi xuống trên người Lăng Hàn, hoặc vừa tới gần đã nổ tung, lúc này phù văn thành phiến, năng lượng kinh khủng bắn ra ngoài và hóa thành từng đám mây hình nấm màu vàng. Lăng Hàn biến mất không thấy chương 4755, đao sáu màu. Đây chính là thực lực của quan hạ, đây mới là thực lực chân chính của đệ thất hình, tiểu tử này quá to gan, lại dám trọi cứng một kích này. Ha ha, lần này hắn sẽ bị đuổi ra khỏi học viện. Tất cả mọi người cười lạnh, nơi này là đế tộc mở ra, có một số ít là đạo tử thánh địa, còn lại có ai chống lại đế tử đế nữ. Phi, cho dù các người chết một trăm lần, tiểu hàn tử cũng không mất sợi lông. Đại hắc cầu cười nói không phải long ra xem thường các ngươi, các ngươi ở trong mắt ra chính là một đám rác rưởi. tiểu thanh long mở miệng không tha người, đáp trả cực kỳ sắc bén. đám người chung quanh tức giận, nếu không phải nơi đây là sân đấu võ có mấy vị cường giả tỏa chấn, bọn họ muốn xé miệng hai gia hỏa này. ha ha, không tiếp được một chiêu, còn có cái gì để nói? một tên đế tử lạnh lùng nói, sự thật thắng hùng biện. tiểu thanh long cùng đại hắc cầu xem thường, hiện tại thắng bại đã phân sao, nhược trí bây giờ còn chưa phân ra thắng bại tên đế tử bật cười nói tại sao đám người các ngươi chỉ biết lấp liếm sự thật phi các vị đại nhân còn chưa tuyên bố kết quả người nhảy nhỏ như vậy làm gì đại hắc cầu nhổ mấy ngụm nước miếng long ra đoán gia hỏa này có quan hệ xác thịt gì đó với quan hạ tiểu thanh long nói chắc như đinh đóng cột tên đế tử kia suýt thổ huyết hắn chỉ nói sự thật tại sao lại có quan hệ xác thịt với quan hạ chớ có ồn ào một tên giáo chủ trầm giọng quát lúc này mọi người im lặng. Trong chiến trường, ánh sáng dần dần biến mất, chỉ thấy Lăng Hàn đứng đó mà không có tổn thương gì. Làm sao có thể, lập tức, tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại, ra hỏa này miễn cưỡng thừa nhận một kích của quan hạ, dù quan hạ không hề sử dụng toàn lực, tại sao hắn có thể dễ dàng thừa nhận. Chẳng lẽ ra hỏa này mặc bảo giáp gì đó, có thể chống cự công kích cuồng bạo như thế? Không công bằng, đúng, trong chiến đấu không cho phép sử dụng pháp khí. Bằng không ta mời một kiện thánh khí, không phải có thể quét ngang vô địch. Tất cả mọi người kêu lên, cho rằng Lăng Hàn đang phá hủy quy tắc. Ngậm miệng, tên giáo chủ kia trầm giọng quát, Lăng Hàn cũng không có sử dụng pháp khí. Cái gì, mọi người không tin, tại sao có thể như thế? Quan hạ hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn nghiêm túc không gì sánh bằng. Nếu giáo chủ đã nói Lăng Hàn không có sử dụng pháp khí, nhất định là như thế, hắn nhận ra vị giáo chủ này, mặc dù không phải gia tộc của mình nhưng cũng là người khổng tước đế tộc, tuyệt đối không có khả năng thiên vị Lăng Hàn chỉ có thể thực lực lăng hàn rất mạnh hắn cần động thủ thật sự ông toàn thân quan hạ phát sáng ở bên phải của hắn xuất hiện cây đao sáu màu trên thân đao còn có hoa văn huyền diệu lưu truyền hắn đưa tay nắm một cái cây đao bay vào trong tay a à, không phải nói không thể dùng pháp khí sao lăng hàn ngưng mắt nhìn hắn kinh ngạc cây đao này dùng đạo tắc làm cốt năng lượng tầng thứ cao làm nhận cũng không phải là đao thật sáu màu chân ngã lăng hàn thử uy năng một đao của ta quan hạ lạnh lùng nói ra hắn vùng đao chém tới ánh sáng sáu màu như chém đứt thiên địa a à, chân ngã còn có thể dùng làm vũ khí hay sao lăng hàn thật sự không biết đây là bí pháp chỉ có đế tộc mới nắm giữ hoặc có lẽ do quan hạ đạt được kỳ ngộ nên nắm giữ thần thông như thế thử uy lực một chút xem sao lăng hàn ngưng quyền hắn ngân cản đại đao chém tới bành một kích này chém tới quan hạ bị đánh bay ra ngoài thân thể lăng hàn chỉ lắc lư cho dù hắn áp chế Tu Vi xuống đệ thất hình vẫn có thể ổn định áp chế quan hạ, nhưng hắn nhìn tay của mình, trên tay xuất hiện vết máu. Phải biết hắn còn kiêm tu thể thuật, thể phách cường hoành không gì sánh được, lại phối hợp năng lực tự động hóa giải sáu trọng thiên công kích, hắn còn bị đệ thất hình đánh bị thương. Thứ này không phải dùng mẫu kim luyện chế mà thành, có y tứ, Lang Hàn hai mắt sáng lên, lập tức liền đến hứng thú. Mà mắt thấy quan hạ bộc phát một đau mạnh như thế có rất nhiều đế tử mở mày mở mặt, lớn tiếng kêu gào ủng hộ. Quan đế tử tốt, đây mới là thực lực chân chính của thế hệ Bạch Ngân. Tiện cầu, than lằn, hiện tại các ngươi còn có lời gì để nói. Đại Hắc Cầu và Tiểu Thanh Long đều xem thường, Lăng Hàn không có quyết tâm dùng toàn lực, thật không biết các ngươi đắc chí làm gì. Lăng Hàn vẫy vẫy nắm đấm, đây chỉ là vết thương nhỏ, có thể dùng đổ máu ngay lập tức. Sử dụng chân ngã làm nhận, lực sát thương sẽ rất mạnh. Ta cũng có thể làm được, tâm niệm lăng hàn vừa động hủy diệt chân ngã xuất hiện quả nhiên thường thường không có gì lạ quá bình thường tất cả mọi người nhìn thấy tận mắt cũng khẳng định trong nội tâm lăng hàn song đời cho dù hắn hiện tại tu thành đệ thất hình nhưng chất lượng chân ngã như thế thì làm sao lột xác lần nữa hắn sử dụng phàm thai bước vào hóa linh cảnh hắn có thể tu ra mấy linh thân yếu đến đáng sợ lăng hàn không thèm để ý chút nào hắn khống chế chân ngã biến thành cây búa ha ha quan hạ cười lạnh nói, ngươi cho rằng, nhìn ta vận chuyển một lần thì ngươi liền có thể biến chân ngã thành binh khí. Thật sự là quá ngây thơ, hắn đã một chân bước vào hóa linh cảnh, cho nên mới có thể ngưng tụ chân ngã thành binh khí, có thể xưng là bán linh thân. Ngươi không có cảm ngộ hóa linh cảnh, ngươi không thể làm được. Oanh, hắn suốt đao chém tới không lưu tình chút nào, hắn muốn dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn cực kỳ tùy ý, hắn sử dụng hủy diệt chân ngã hóa thành cây diều đón đỡ cây đao và cây diều va chạm với nhau cũng không có phát sinh va chạm thực chất gì bởi vì hủy diệt chân ngã cũng không phải thật thể cây đao lập tức chém vào cổ lăng hàn tất cả mọi người tràn đầy chờ mong thực hy vọng lăng hàn trốn không kịp bị một đao bêu đầu nếu như lăng hàn thực sự chết ở nơi này cửu sơn thánh nhân cũng không thể nói gì hơn luận bàn rất bình thường viện thủ không kịp cũng có thể lý giải lại nói đó là do lăng hàn chủ động khiêu khích quan hạ trước ghi hình chưa có đế tử hỏi đương nhiên như vậy sẽ có chứng cớ, người xem, là Lăng Hàn tự tìm đường chết. Xoát, chém tới một đao, Lăng Hàn lui lại tránh né một đao này. Tâm tư của hắn dùng vào việc làm sao biến chân ngã thành binh khí, bởi vậy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, giống như một đứa bé phát hiện ra đồ chơi mới. Thế nhưng mà, hắn hoàn toàn không làm được, mặc hắn thiên tài đi nữa cũng không có khả năng chỉ nhìn người khác thi triển một lần là làm được. Mấy chục chiêu qua đi, Lăng Hàn cũng lâm vào hạ phong, bị quan hạ khống chế tràng diện. Nhưng mặc cho quan hạ công kích hung ác như thế nào, hắn cũng không thể biến ưu thế thành thế thắng. Lăng Hàn có tính bền dẻo vô tận, mặc cho người nghiền ép thế nào cũng có thể gánh vác được. Việc này làm mọi người im lặng, muốn đánh bại Lăng Hàn có khó khăn như thế sao? Quên đi, Lăng Hàn lắc đầu, biến chân ngã thành binh khí khẳng định cần bí quyết, không có bí quyết không làm được. Hắn cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, bởi vì đến hóa linh cảnh, chân ngã sẽ diễn biến thành linh thân. Hắn cách hóa linh kém một tia, không cần thiết lãng phí tinh lực như vậy. Ân, quyết tâm, chương 4756, quyết tâm, Lăng Hàn quyết định quyết tâm, khí thế của hắn đã khác biệt, lực lượng kinh khủng sôi trào, hắn đấm một quyền mang theo khí thế nghiền ép tấn công quan hạ. Cái gì, quan hạ kinh hãi, tại sao thực lực của Lăng Hàn tăng lên nhiều như thế? Nhưng hắn có thể né tránh sao? Hắn vẫn đẻ đánh Lăng Hàn, đối phương vừa hoàn thủ thì hắn không dám đón đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, hắn vùng đao chém vào người Lăng Hàn tốt, dứt khoát chém đối phương thành hai nửa. Banh, nắm đấm đụng vào cây đao, nhưng lần này kết quả lại khác biệt, cây đao sụp đổ và hóa thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, quan hạ cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn bay một đường cong trên bầu trời và rơi xuống đất, bụi bặm bay đầy trời. Lúc này toàn trường yên lặng như tờ, tình huống như thế nào, quan hạ bị điên sao, tại sao bị một đấm đánh bại. Ha ha ha, đại hắc cầu cùng tiểu thanh long cười to, thế nào, các vị giác rưởi phục chưa? không có chút thực lực thì ít nói nhảm tránh tự tìm mất mặt hai tên gia hỏa này bắt đầu trào phúng thỏa thích ai bảo những người kia trước đó phách lối như vậy hai người này mở miệng rất độc cho dù đám đế tử có mười mấy cái miệng cũng không chịu nổi quan hạ nhanh đứng lên ngươi chính là người nổi bật trong thế hệ bạch ngân đấy đứng lên đi tất cả mọi người động viên quan hạ nhưng không làm được hắn đã bị một quyền của lăng hàn đánh hôn mê thấp hơn lăng hàn ba tiểu cảnh giới hắn làm sao có thể địch nổi một quyền của lăng hàn không có đánh chết đã là tốt lắm rồi. Lăng Hàn vỗ tay và nói, ta có phải đệ nhất hay không? Nhìn hắn không quan tâm, tất cả mọi người đều muốn đánh hắn. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Nhưng quan hạ đã bị đánh bại, bọn họ trừ dương mắt nhìn ra, còn có thể làm gì? Bọn họ đều không nghĩ ra, rõ ràng chân ngã của Lăng Hàn như thế bình thường, vì cái gì có thể bộc phát ra chiến lược khủng bố như vậy? Đáng tiếc, Hàn đế đi ám vân địa ngục, hắn là người có khả năng đột phá đệ bát hình nhất trong thế hệ bạch ngân có người đột nhiên nói trên mặt mang theo tiếc nuối ân có không ít người gật đầu hàn đế có thiên phú yêu nghiệt có xu thế đuổi kịp thế hệ hoàng kim nghe nói vì đột phá bản thân hắn mạo hiểm tiến vào ám vân địa ngục bây giờ không hề có tin tức cũng không biết nói thế nào với thiên phú của hàn đế có lẽ hiện tại đã đột phá đệ bát hình nếu hắn có thể ở đây lăng hàn không thể lớn lối như thế đáng tiếc tất cả mọi người là cắn răng không có biện pháp chỉ có thể nhìn lăng hàn đắc ý ngông cuồng nhưng bọn họ lại không biết hàn đế đã bước vào đệ bát hình hơn nữa còn chiến với lăng hàn một hồi lại bị lăng hàn oanh sát đệ bát hình đánh với đệ thập hình hơn nữa còn lại yêu nghiệt như lăng hàn hắn không phải muốn chết sao lăng hàn không có ý nói ra chân tướng hắn cao ngạo nhìn đám người dáng vẻ cực kỳ phách lối không người khiêu chiến lăng hàn không thú vị đứng đấy ánh mắt của hắn nhìn đinh thụ đinh thụ lại cho hắn nụ cười cổ quái hắn khiêu chiến tên đế tử thứ hai hắn nhanh chóng đánh bại đối phương và thay vào hắn đi đến bên cạnh lăng hàn khoanh tay vì cái gì không khiêu chiến ta lăng hàn dùng thần thức truyền âm hỏi người ta có quá nhiều bí mật không nên đánh ở đây đinh thụ đáp lăng hàn gật đầu nếu như đinh thụ thực sự khiêu chiến hắn vậy hắn khẳng định sẽ áp chế chiến lực đánh một trận như thế không tận hứng tốt hẹn thời gian chúng ta đi một tinh cầu hoang vu khai chiến một lời đã định sau trận chiến này Lăng Hàn cũng danh chấn học viện, trước đó tất cả mọi người cho rằng hắn không được, chân ngã thoái hóa thành phàm thai. Nhưng một trận chiến này lại thể hiện uy danh của Lăng Hàn, đại gia ngươi vẫn trâu bỏ như xưa. Chuyện này làm đám người hiếu kỳ, tại sao Lăng Hàn có thể lợi hại như vậy? Lăng Hàn đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, đúng thế, học viện tổ vương không keo kiệt ban thưởng phương diện này, ban thưởng 10 hạng đầu rất phong phú, đủ giúp tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Nhưng mà, tai họa ngầm của Lăng Hàn vẫn chưa giải quyết, sinh mệnh bản nguyên của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, cần tiên dược đại bổ chữa trị bị sinh mệnh bản nguyên hao tổn. Đại dược này đặt trong đế tộc cũng cực kỳ chân quý, tự nhiên không có khả năng lấy ra làm ban thưởng, cho nên Lang Hàn không có khả năng đạt được đại dược như thế trong học viện tổ vương. Được rồi, hắn cứ tăng tu vi lên. Ngược lại bây giờ còn chưa đạt tới đệ thập hình đỉnh phong, khoảng cách đột phá hóa linh cảnh còn xa, không vội suy nghĩ vấn đề này. Qua vài ngày sau, Đinh Thụ liền chạy tới, kéo hắn đi tinh cầu không người đại chiến. Lăng Hàn vui vẻ đáp ứng, hắn rất muốn biết rõ cực hạn của Đinh Thụ nằm ở nơi nào, lại nắm giữ bí thuật gì. Mặc dù mọi người cùng bước ra từ nguyên thế giới, đều là một nghèo hai trắng, cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng người như bọn họ sẽ có đại cơ duyên, tuyệt đối không thể khinh thường. Hai người đại chiến, Lăng Hàn tận lực biểu hiện toàn lực, miễn cho bị Đinh Thụ nhìn ra mánh khóe. Hắn áp chế Tu Vi để cửu hình trung kỳ đại chiến với Đinh Thụ. Một trận chiến này, Đinh Thụ tuyệt đối đã dùng toàn lực ứng phó. Lăng Hàn thấy được rất nhiều bí mật của đối phương. Không giống với Lăng Hàn, Đinh Thụ cũng không có năng lực hóa giải sáu trọng thiên công kích, nhưng hắn lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng chiến lược ba trọng thiên, chuyện này tương đối khủng bố, bất ngờ không đề phòng, Lăng Hàn kém chút ăn thiệt thòi. Cũng may phòng ngự của hắn cường đại làm người ta không nói được lời nào. Đinh Thụ lại công mấy chiêu, hắn dừng tay và chán nản thở dài. Người có thể hóa giải công kích, ưu thế này quá lớn. Hắn bất đắc dĩ, sau đó hiếu kỳ hỏi cực hạn của ngươi là bao nhiêu trọng thiên? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, trong sáu trọng thiên, T, Đinh Thụ hít khí lạnh, nói, ta thức tỉnh một môn thần thông, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng chiến lược ba trọng thiên, nó chính là thần khí giúp ta lật bàn, nhưng gặp được gia hỏa như ngươi chẳng khác gì gặp khắc tinh. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vai hắn và nói, cho nên, về sau phải nhớ gọi ta là lão đại. Đương nhiên Đinh Thụ không muốn, hắn cũng là bá chủ nguyên thế giới. Nếu không như thế này, chúng ta đánh cược. Đôi mắt hắn đảo một vòng, nói, nếu như trong chúng ta có người có thể đột phá đệ thập hình, người không thành công phải gọi là tiểu đệ. Ha ha, người có ngộ rất cao nha, đúng là tài liệu làm tiểu đệ. Nếu cả hai cùng đột phá và không đột phá thì sao? Lăng Hàn hỏi, vậy thì chờ bước vào hóa linh cảnh xem ai có thể đánh vỡ cực hạn chân chính. Đinh Thụ nói, được, Lăng Hàn thống khoái gật đầu, bởi vì hắn đã đứng ở thế bất bại, nói. Người cũng đừng hối hận, đương nhiên, Đinh thụ ngạo nghễ nói, ngươi cũng không cần hối hận, hắc hắc, ta rất hứng thú thu ngươi làm tiểu đệ. Cũng vậy, chương 4757, Bách Lý Lạc Dương. Học viện Tổ Vương, một đám đại nhân vật tôn giả ngồi vây quanh nhau, đều không nói gì, bầu không khí vô cùng áp chế. Hừ, nhìn hung thủ giết hại người đế tộc lắc lư trước mặt cả ngày, đây là chuyện nhục nhã cỡ nào. Có một vị tôn giả vỗ bàn và lớn tiếng nói, trên mặt mang theo phẫn nộ. Đây là quan tôn giả của huyền phong đế tộc, đế tử quan nguyên minh của bọn họ chết trong tay Lăng Hàn, tự nhiên xem Lăng Hàn như cây đinh trong mắt. Có biện pháp gì không? Ngưu tôn giả của Ngưu ma đế tộc nói, trên đầu của hắn mọc ra sừng trâu màu đen, có phù văn huyền diệu phát sáng và sinh ra uy áp kinh khủng, cho dù là giáo chủ ở trước mặt hắn cũng phải run lẩy bảy phần. Ngay cả quan hạ cũng không phải là đối thủ của hắn, hàn đế còn ở bên trong ám vân địa ngục, thế hệ bạch ngân không còn ai là đối thủ của kẻ này. Một vị Bồ Tát Phật tộc Nam Thiên Vực nói, trong thời gian ngắn, các tôn giả đều im lặng, nếu bảo bọn họ xuất thủ, giết Lăng Hàn dễ như lật bàn tay, nhưng trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, cũng dự định chọc nguy hiểm to lớn cho gia tộc sau lưng, bọn họ sẽ không ra tay với Lăng Hàn. Còn có một người, nói không chừng có thể trị được ác tử kia. Thạch tôn giả của Kim Đỉnh Đế Tộc nói, người nào, các tôn giả đều hỏi, thạch tôn giả nhìn sang tôn giả của Tử Vi Đế Tộc. Như vậy phải hỏi Hàn Vân Lão Huynh bách lý hàn vân ngây người nói ngươi nói là nghịch tử kia thạch tôn giả thở dài nói hàn vân lão huynh lạc dương lúc trước cũng chỉ quá trẻ tuổi nên mới có thể phạm sai lầm lớn như thế nhưng mà hiện tại hắn cũng bị trừng phạt thích đáng cũng nên thả hắn ra được rồi bách lý hàn vân không nói sắc mặt của hắn rất âm trầm các tôn giả không biết tình huống nên không tiếp lời bọn họ cũng tò mò nghe khẩu khí của thạch tôn giả người tên lạc dương có thiên phú hết sức kinh người nhưng lại bởi vì phạm vào sai lầm lớn nên bị bách lý gia tộc giam lại thạch tôn giả tiếp tục nói hơn nữa bảo lạc dương đi ra cũng cho hắn lấy công chuộc tội bách lý hàn vân lại suy nghĩ một lúc nói bản tôn sẽ liên lạc với gia tộc nói một chút về đề nghị này a à, vậy thì chờ tin tức tốt của hàn vân huynh thạch tôn giả gật đầu bách lý hàn vân rất dứt khoát hắn trực tiếp xé rách hư không rời đi hắn vừa rời đi các tôn giả khác đều hiếu kỳ Nhao nhao hỏi thăm người tên Lạc Dương là ai. Bách Lý gia tộc gặp may mắn, thế hệ Hoàng Kim có Bách Lý Thiên, thế hệ Bạch Ngân có Bách Lý Vân. Nhưng các người cũng không biết, Bách Lý gia tộc còn có một thiên tài tên là Bách Lý Lạc Dương. Nghe nói thiên phú của hắn còn trên Bách Lý Vân, đuổi sát thế hệ Hoàng Kim. Nhưng mà, Bách Lý Lạc Dương từng làm ra bê bối to lớn. Hắn quan hệ bất chính với thím của mình, sau khi phát hiện đã bị Bách Lý gia giam lại, tính toán thời gian cũng đã 4-50 năm. Thạch Tôn giả nói. Các tôn giả đều kinh ngạc, quan hệ bất chính với thím của mình, tiểu tử này thật to gan. Hơn nữa, đều là đế tộc, trên đời này có có mỹ nữ nào không thể lấy tới tay, tại sao phải nhìn chằm chằm vào thím của mình. Bởi vì quá mức hiếm lạ, các tôn giả cũng sinh ra tâm bát quái. Nhưng mà phạm sai lầm lớn như thế, bách lý ra cũng không có giết chết hắn, chỉ giam lại, thiên phú của gia hỏa này cực cao. Thạch tôn giả lại nói, đã giam 4-50 năm, tu vi của hắn theo kịp không? Có tôn giả hỏi. Bách Lý Gia cũng không có dự định từ bỏ tộc nhân này, giam lại chỉ mài rũ tâm tính của hắn mà thôi, cung cấp tài nguyên không ít đi chút nào. Thạch Tôn giả cười nói, xem phản ứng của Bách Lý Hàn Vân, Bách Lý Lạc Dương hiện tại vẫn còn ở chân ngã cảnh. Có thể trấn áp ác tử lăng hàn không, có tư chất so với thế hệ hoàng kim, có lẽ hắn đã đạt tới đệ bát hình. a, à, vậy chúng ta rửa mắt chờ xem, tử vi đế tộc, dưới một khe núi có người trẻ tuổi ở trần ngồi dưới thác nước, hắn thừa nhận thác nước oanh kích nhìn kỹ sẽ phát hiện thác nước là đạo tác hình thành xung kích trên thân người tuổi trẻ kia phù văn vô tận nổ tung người trẻ tuổi kia ngồi xếp bằng như bàn thạch trên người lại có từng đạo thần văn hiển hiện và đan vào nhau tạo thành phù văn phức tạp hắn mặt như đao gọt thần sắc kiên nghị giống như hắn đã khám phá tất cả hồng trần thế gian xèo bỗng nhiên hắn mở mắt ra lập tức có hai đạo thần quang bắn ra phía trước đã xuất hiện một lão giả nhìn hắn rất bình thường nhưng nhìn kỹ lại giống như trời cao đang nhìn hắn cường đại đến không thể hình dung. Bách Lý Gia, quý thủy thánh nhân, có thể tiếp nhận thác nước quy tắc trùng kích, người nên bước vào đệ bát hình. Quý thủy thánh nhân nói, cho dù thác nước xung kích tạo ra tiếng động như sấm sét nhưng giọng nói của hắn vẫn vang lên rõ ràng. Người tuổi trẻ kia đứng lên, hắn nhanh chân bước ra khỏi thác nước, sau đó hắn hành lễ với quý thủy thánh nhân, nói. Lạc Dương bái kiến quý thủy lão tổ, quý thủy thánh nhân gật đầu, người ở chỗ này đã 41 năm, cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều, hiện tại có một cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Mời lão tổ phân phó, người tuổi trẻ kia hơi không người, nhưng trên mặt lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Giết một người, quý thủy thánh nhân nói, hả, người tuổi trẻ kia sững sờ, đế tộc giết người còn cố ý sai khiến hắn. Ai, hắn trầm giọng hỏi, người này tên là Lăng Hàn, quý thủy thánh nhân nói, hiện tại, người lập tức đi học viện tổ vương đưa tin, chuyện sau đó sẽ có tư thúc nói cho ngươi biết. Vâng, người tuổi trẻ kia gật đầu, Học viện Tổ Vương, Lăng Hàn có lượng lớn tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên nhanh chóng, đương nhiên không thể so sánh với nguyên đạo thạch, nếu không, trong một năm hắn có thể tăng lên đệ thập hình đỉnh phong, hiện tại, hắn cần thời gian 3-4 năm. Trừ phi hắn có được thiên tài địa bảo mới có thể rút ngắn thời gian này. Cảnh giới cao đều thông qua thời gian mài luyện, tuyệt đối không có khả năng một lần là xong. Cuộc sống bình tĩnh chỉ kéo dài mấy ngày, Lăng Hàn liền nhận được một nhiệm vụ. Trong học viện Tổ Vương cũng không phải có thể tu luyện cả ngày cường giả chân chính tuyệt đối không phải thu luyện được mà là đánh ra cho nên qua một thời gian học viên trong học viện tổ vương sẽ bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ trên cơ bản sẽ là nhiệm vụ nguy hiểm mài dũa bản thân lang hàn nhận được nhiệm vụ chính là càn quét đám trộm mỏ chân vân kim chân vân kim là tài liệu kim loại chân quý có thể dung hợp luyện chế tiên khí sau khi gia nhập thứ này sẽ gia tăng khả năng thành công khi luyện chế đông hà tinh chính là nơi sản xuất chân vân kim địa phương thuộc về sản nghiệp của vạn lôi đế tộc nhưng thực tế khống chế quặng mỏ lại là một gia tộc phụ thuộc của vạn lôi đế tộc, bởi vậy có kẻ trộm to gan lớn mật khai thác trộm chân vân kim. chương 4758 thích khách lại tới. Đây là nhiệm vụ một mình, bởi vậy, sau khi Lăng Hàn nhận được nhiệm vụ thì lên đường đi tới Đông Hà Tinh. Sau nhiều lần truyền tống, Lăng Hàn đã đi tới nơi cần tới. Đông Hà Tinh, đây là tinh cầu lớn, cũng không phải tinh thể không đủ lớn, mà là cấp độ võ đạo của tinh thể không cao, người mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh cảnh. Lăng Hàn đi tới Lưu Gia trưởng quản mỏ chân Vân Kim. Hắn lộ ra thân phận, lập tức đạt được Lưu Gia nhiệt liệt hoan nghênh, bọn họ có thể không nhiệt tình hay sao? Trên tiệc tối, mấy nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi của Lưu Gia liên tiếp mời rượu, chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý, có lẽ ban đêm sẽ đưa tới cửa phòng. Đây chính là học viên học viện tổ vương đấy, chỉ cần không chết, tương lai chỉ ít cũng là đại năng cấp bậc tôn giả. Đối với Lưu Gia mà nói, đây chính là bắp đùi cực kỳ thô to, nếu gặp được phải ôm lấy đương nhiên lăng hàn sẽ không để ý tới hắn hiện tại quan tâm chính là gia tăng tu vi lên cao hơn có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình hắn hỏi tới tình huống quạng mỏ nhưng lưu gia lại biết rất ít về kẻ trộm không dối gạt lăng thế huynh nhóm trộm này rất trơn trượt gia chủ lưu gia nói chúng ta bố trí rất nhiều nhân thủ tại quạng mỏ nhưng bọn chúng luôn có thể tìm ra địa phương phòng thủ yếu nhất thừa lúc vắng mà vào chờ chúng ta phát hiện thời điểm tập kết nhân thủ giết tới thì bọn chúng đều là đã chạy sạch sẽ cho nên, Lưu gia nắm giữ tình huống không nhiều hơn Lăng Hàn, chẳng những không biết kẻ trộm là ai, thậm chí có bao nhiêu người, người mạnh tu vi gì cũng không biết. Ai, Lăng Hàn cũng không thể trông cậy vào những gia hỏa này, hắn quyết định chính mình đi xem. Lăng Thế huynh, để Tiểu Minh đi cùng ngươi, đúng lúc hắn cũng có việc đi tới đó. Gia chủ Lưu gia vô cùng tha thiết đẩy cháu của mình ra. Nếu như đó là cái nữ nhân, Lăng Hàn khẳng định quả quyết cự tuyệt để tránh phiền phức, nhưng nam nhân thì không cần lo lắng như vậy. Bởi vậy hắn khẽ gật đầu được lưu minh đời thứ ba của lưu gia đó là một người trẻ tuổi khí khái bừng bừng hiện tại hắn đã có tu vi chú đỉnh đặt trong gia tộc hóa linh cảnh phần tu vi này của hắn không tính là thấp chính là hậu nhân kiệt xuất nhất của lưu gia cho nên hắn khó tránh khỏi rất cao ngạo sau khi bị gọi tới hắn chỉ gật đầu với lăng hàn lăng hàn cũng không thèm để ý hắn bảo lưu minh dẫn đường hai người xuất phát đi tới quạng mỏ quạng mỏ rất lớn mặc dù đã khai thác mấy trăm năm nhưng chỉ mới đào được một phần ba, nhưng liếc mắt nhìn đã phát hiện đào đi một nửa, đây là việc rất chướng mắt. Lăng huynh, quạng mỏ quá lớn, Lưu Minh nói, Lưu gia chúng ta chỉ có 300 người, chỉ có 274 người đã tới tiên đồ, hiện tại phát ra ngoài tuần tra cũng không thể dò xét hết. Tại sao học viện tổ vương chỉ phái một mình ngươi tới? Hắn có phần tức giận, càng mang theo chất phấn. A, à, chúng ta có hơn trăm người còn không chú ý được, một mình ngươi làm sao có thể chú ý hết? Lăng Hàn cười ha ha, nhưng khí thế cường đại bộc phát làm cho tâm thần Lưu Minh bị áp bách, hắn liên tục lui về phía sau. Dù sao ta cũng là chân ngã cảnh, ngươi nên bảo trì tôn trọng thích hợp. Lưu Minh lộ ra vẻ sợ hãi, đó là sợ hãi với tử vong. Lúc trước hắn có không cam lòng mãnh liệt, rõ ràng tuổi của hắn còn lớn hơn Lăng Hàn một chút, vì cái gì Lăng Hàn cũng đã là cao thủ chân ngã cảnh, hơn nữa còn tiến vào học viện tổ vương, về sau chỉ ít cũng có thể trở thành tôn giả. Không phải đối phương xuất thân từ đế tộc sao? ỉ vào đây là lãnh địa của gia tộc, hắn cũng không có kinh ý với Lăng Hàn, hắn tỏ ra rất ngạo mạn, cho đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được Lăng Hàn giết hắn thì thế nào, gia tộc dám phản nàn với đế tộc cái gì sao. Trở về đi, Lăng Hàn phất phất tay, hắn lười chấp nhặt với loại người này. Lưu Minh giật mình một cái, hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. Lăng Hàn mở ra thần thức câu thông địa mạch, hắn đã dám thị toàn bộ vùng núi này. a à, đột nhiên Lăng Hàn ngẩn ra, cũng không phải phát hiện nhóm kẻ trộm, mà là phát hiện có người đang lặng lẽ tiến tới gần mình quỷ ảnh bộ lang hàn lập tức có kết luận người này sử dụng chính là quỷ ảnh bộ sát thủ chiến thần cung ha ha tin tức của đám gia hỏa này thật linh hông có thể nắm giữ tin tức của mình thật nhanh chẳng lẽ học viện có người thả ra tiếng gió lang hàn tin tưởng là cái sau nếu không không có khả năng hắn chân trước vừa tới sát thủ chiến thần cung đã theo chân tới đây nhưng mà chỉ xuất động một tên sát thủ hóa linh cảnh chúng xem thường mình hay sao nhưng đối với chiến thần cung mà nói sát thủ vốn chiếm cứ chủ động có sát ý giết sơ ý cho dù thực lực sát thủ yếu hơn cũng có thể ám sát người có thực lực mạnh hơn huống chi hiện tại xuất động một sát thủ hóa linh cảnh còn chưa đủ sao nhưng không có ai biết thực lực lăng hàn bây giờ đã có thể đánh chết hóa linh nhị biến lăng hàn mỉm cười hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng chờ sát thủ kia đến một lát sau hắn đã biết tên sát thủ kia tiếp cận không có biện pháp cường độ linh hồn của hắn đã đạt tới cấp bậc hóa linh thứ hai hắn còn có thể câu thông địa mạch cho nên hắn có được vô số ánh mắt thứ ba đây cũng là trọng yếu nhất hắn có tạo nghệ quỷ ảnh bộ còn vượt qua tên sát thủ cho nên sát thủ muốn che giấu tung tích trước mặt hắn đây không phải trò đùa hay sao tới gần tới gần sát thủ kia vẫn bảo trì bình thản rõ ràng hắn là cấp bậc hóa linh nhưng vẫn không xuất thủ hắn muốn tiếp cận đủ gần để tuyệt sát từ đó lăng hàn không thể sinh ra suy nghĩ chạy trốn cuối cùng tên này sát thủ đi tới vị trí thích hợp và xuất thủ soát một đạo hàn quang chém tới giống như có thể chém đứt thiên địa một kiếm chém tới phốc lăng hàn bị chém thành hai đoạn máu tươi phun ra như suối sát thủ kia cười đắc ý hắn là sát thủ hóa linh nhị biến tự nhiên có thể tùy tiện chém chân ngã cảnh nhưng vào lúc này bỗng nhiên hắn cảm giác phía sau đau xót thân thể lảo đảo ngã về phía trước hắn quay đầu nhìn lại toàn thân đổ mồ hôi lạnh lăng hàn mục tiêu bị đánh chết sống lại hơn nữa còn dùng một quyền đánh vào lưng của hắn cũng đánh gãy bảy tám khối xương trên người ngươi tại sao ngươi không chết hắn không dám tin vào mắt mình bởi vì hắn cảm giác mình đã đắc thủ lăng hàn nhoẻn miệng cười đương nhiên hắn sẽ không nói cho đối phương biết hắn đã sớm sử dụng nguyễn cảnh hắc mang mê hoặc đối phương trước khi chết phát tin tức cho chiến thần cung nói với bọn họ rằng lần sau tới ám sát nhớ kỹ đừng có phái phế vật tới còn có không bao lâu nữa ta sẽ tìm ra vị trí chiến thần cung cũng giải quyết các người triệt để. Người khẩu khí thật lớn, tên sát khí nói, lịch đại tổ vương không thể tiêu diệt chiến thần cung ta, Người tính là cái gì chứ? Mặc dù hắn trọng thương nhưng tin tưởng hắn có thể giết lang Hàn một lần. chương 4759, ăn trộm, tới, lang Hàn ngoác ngoác ngón tay, ngược lại hắn đang chờ đám kẻ trộm, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, chơi với gia hỏa này cũng không sao. Chết, sát thủ tấn công chính diện, đối với sát thủ mà nói, đây là cách làm rất ngu xuẩn thế nào là sát thủ chính là phát động tấn công trong bóng tối chém giết vào thời điểm mục tiêu không phòng bị nếu không bọn họ sẽ bị gọi là tử sĩ nhưng bây giờ hắn còn cao hơn lăng hàn một đại cảnh giới hắn tấn công chính diện thì thế nào chẳng lẽ còn bại hay sao sở dĩ trước đó tiềm hành tới đây thứ nhất đây là bệnh nghề nghiệp thói quen thứ hai cũng sở kinh động đến lăng hàn tiểu tử này vận dụng tinh bộ bỏ chạy xeo xeo Hai đạo thân hình bước ra khỏi thân thể của hắn nhưng ngũ quan rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng, khí tức của hắn lại là cấp bậc hóa linh. Đây là hai đạo linh thân của đối phương, phần lớn người đều đắp nặn linh thân giống chính mình, xem đây là thân ngoại hóa thân, thời điểm bản thể tu luyện, linh thân đi xử lý một chút việc vặt. Nhưng mà, đối với sát thủ mà nói, linh thân có bộ dáng gì hoàn toàn không cần để ý, chỉ cần thực lực đủ mạnh là được rồi. Sát thủ tấn công chính diện, hai linh thân lại công kích hai bên bọn họ cũng không có pháp khí trong tay, linh thân vốn là do thiên địa đạo tắc cùng năng lượng tầng thứ cao hình thành, có thể nói đây là binh khí hình người. Lần này, Lăng Hàn có nhiều thời gian, hắn tùy ý chống đỡ, hắn muốn hóa linh cảnh có cường đại ở điểm nào. Sau khi đánh vài chiêu, hắn đã hiểu rõ chiến lược hóa linh cảnh. Quả nhiên, quan hạ vận chuyển cây đao sáu màu màu chính là chân ngã, cũng có thể nói là chuẩn linh thân, nhưng còn kém hơn chuẩn linh thân rất nhiều. Hai linh thân có lực công kích không tầm thường, hơn nữa cũng không phải thân thể huyết nhục, cho dù bị đánh nát, chỉ cần uẩn dưỡng trong thức hải, không bao lâu sẽ khôi phục lại. Sát thủ kia ỉ vào điểm ấy, hai linh thân xông tới rất phách lối. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn ngoài ý muốn bị đánh trọng thương, hắn không thể phát huy tất cả chiến lực, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, muốn chân áp một chân ngã cảnh dễ như trở bàn tay. Nhưng đánh lâu như thế, hắn vẫn không chiếm được thượng phong, tự nhiên làm hắn cảm thấy sợ hãi. Đây là chuyện gì? Sau khi đánh một lúc, Lăng Hàn cảm giác tẻ nhạt không thú vị. Đối thủ này quá yếu, cho dù là hóa linh cảnh cũng không cho hắn đủ áp lực, hắn đã mò ra thực lực của đối phương. Là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này, Lăng Hàn bộc phát khí thức đáng sợ, rốt cuộc hắn đã vận dụng tất cả lực lượng. Bang, 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 cho dù ngươi là linh thân hay chân thân, hắn dùng một quyền đánh bay. Hắn đã sơ bộ đi ra con đường của mình, cho dù quyền hay trưởng đều có thể phát huy uy lực lớn nhất không có khả năng, tên sát thủ kia kinh hô, hắn như nhìn thấy quỷ. Một chân ngã cảnh lại có thể ép hóa linh nhị biến như hắn chỉ có thể chống đỡ. Nói ra có ai tin hay không, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nếu ta nói cho người biết, ta từng giết bốn tên hóa linh nhị biến, người có thể nói ta điên hay không. Nếu như trước khi khai chiến, người nào cũng cho rằng đầu óc Lăng Hàn bị hỏng, nhưng bây giờ, tên sát thủ kia tin tưởng không nghi ngờ. Hắn không chút do dự, hắn lập tức rút lui mục tiêu tất sát của chiến thần cung mạnh lên hóa linh nhị biến không phải là đối thủ của hắn chỉ ít cần xuất động sát thủ ngũ biến hoặc lục biến còn muốn đi lang hàn bật cười nói ngươi xem thường ta cỡ nào sát thủ kia phát động quỷ ảnh bộ thân thể tiến vào trong cái bóng nhưng hắn chưa đi mấy bước đã bị đấm vào mặt cái gì hắn vội vàng trốn tránh trong nội tâm vô cùng hoảng sợ hắn đang dùng quỷ ảnh bộ hắn còn bị lang hàn phát hiện bang hắn không thể tránh được một quyền này cho nên hắn bị đánh phun máu tươi. Hắn sinh ra cảm giác bất lực, cảnh sắc trước mặt sát thủ đều là màu đen, hắn không thể nhìn thấy cái gì. Lăng Hàn lại xuất ra một quyền, sát thủ kia bị hắn đánh chết tại chỗ. Chiến thần cung, đúng là bám dai như đỉa. Hắn lẩm bẩm, trước đó hắn chờ bên trong ám vân địa ngục 10 năm, hắn đã sắp quên đi không ít kẻ thù, kết quả hắn vừa xuất hiện, sát thủ của bọn chúng cũng tới. Tới một ta giết một, hắn thu thập chiến trường và tiếp tục giám thị, nhưng mà đêm nay không có thu hoạch. Ngày thứ hai, Lăng Hàn nghỉ ngơi trong tiểu viện Lưu Gia, nhưng lúc chiều hắn nhận được Lưu Gia thông chi, nhóm kẻ trộm lại ra tay, cũng trộm sạch chân vân kim do Lưu Gia khai thác mấy ngày trước. Thú vị, Lăng Hàn suy nghĩ, hắn chờ suốt ngày hôm qua nhưng kẻ trộm không xuất hiện, mà ban ngày hắn nghỉ ngơi trong Lưu Gia lại có sự kiện mất trộm xảy ra. Hắn suy nghĩ một chút, mặc dù Lưu Gia bố trí phòng vệ đủ kiểu, nhưng cho tới bây giờ vẫn không nhìn thấy hình bóng của đối phương là kẻ trộm xuất quỷ nhập thần hay lưu gia có tặc lúc đầu lăng hàn không có hứng thú lớn với việc mất trộm đây là chuyện của đế tộc hắn không cản trở là tốt rồi còn bảo hắn dụng tâm làm việc nhưng bây giờ hắn cũng tò mò nếu thật là lưu gia xuất hiện nội tặc vậy gia hỏa này thật to gan lớn mật dám ăn đen trước mặt đế tộc ân hắn muốn xem đó là người nào sau đó mấy ngày hắn đều ở lại bên trong lưu gia dáng vẻ ta chỉ đi ngang qua sân khấu kỳ thật ta không thèm để ý nhưng đến ngày thứ tư, Lăng Hàn sử dụng quỷ ảnh bộ lặng lẽ rời đi và tiến vào khu mỏ quặng. Hắn mở thần thức câu thông địa mạch, cũng khống chế tình huống chung quanh. Mấy giờ sau, hắn phát hiện một bóng người lén lén lút lút tiến vào khu quặng mỏ. Hiển nhiên người này hiểu rõ bố phòng của Lưu gia như lòng bàn tay, hắn đi đường vòng tránh né tất cả thủ vệ và bắt đầu trộm khai thác trộm. Thực lực của người này không yếu, bởi vậy, tốc độ khai thác cũng không chậm, chỉ mấy giờ hắn đã đào một khu vực núi rất lớn, bất chấp tất cả Hắn nhét tất cả tảng đá vào pháp khí không gian. Bình thường thợ mỏ chỉ biết đào bới khoáng thạch chân vân kim, cũng vứt bỏ tảng đá vô dụng, bởi vậy, tốc độ cả hai sẽ khác nhau rất lớn. Người này lặng lẽ rời đi, hắn không ngừng tránh né thủ vệ dò xét, hơn nữa, người này vô cùng cẩn thận, hắn lượn quanh một vòng lớn ở bên ngoài và về tới lưu gia. Quả nhiên, Lăng Hàn thấy rõ ràng, sau khi người này tiến vào lưu gia thì tháo khăn che mặt xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Lưu Minh, a, à, Lăng Hàn kinh ngạc mặc dù hắn đã ngờ tới kẻ trộm cực kỳ có khả năng là người lưu gia nhưng lại không ngờ chính là tiểu tử lưu minh này